Khi người ta hỏi câu hỏi này là hệ thống mấy sổ? Hai sổ. Ừ, hai sổ. Mà hôm bữa nói rồi, hai sổ là sao? Hai sổ là sao? Hả? Hai sổ là tức là một cái sổ của nội bộ và sổ phục vụ cho thuế, đúng không? Đúng không? Các bạn tương tác với tôi hỏi tương tác một cái. Đúng rồi. Ủa mà khi mà đã hai sổ rồi á thì gửi cho thuế, thuế có kiểm tra không các bạn? Hả? Khi các bạn làm hai sổ rồi mà các bạn gửi cái sổ mà không có thực cho thuế, thuế có kiểm tra không? Hả? Tương tác với tôi đi, cứ hỏi đi, tôi mới hiểu, có mà hiểu bài chứ. Có kiểm tra này. Kiểm tra thì có giải quyết được cái gì không? Theo các bạn, ví dụ như cái sổ nó đã sai rồi mà kiểm tra thì nó có ý nghĩa không? Tôi cũng không hiểu hả? Theo quan điểm của các bạn, khi các bạn làm cái sổ sai mà các bạn đưa cho thuế kiểm tra, cái trong lòng các bạn nghĩ gì sao hả? Trong thâm tâm của các bạn nghĩ gì sao? Tâm nghĩ là mình đang làm hợp lý thầy. À, Phát hiện ra có nghĩa là bây giờ đang đánh đố ổng hay sao? Ông cứ ông phát hiện ra cái nào đúng thì cái nào ông bóc ra mà sai thì tôi chấp nhận, còn ông không bóc thì thôi, tôi được lợi, đúng không? Tại vì mục đích cuối cùng của hai sổ là để phục vụ làm sao đóng thuế ít nhất theo yêu cầu của sếp. Đó, tư duy của mấy người doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, hệ thống hai sổ là như vậy. Hai sổ là sai, hai sổ là trong đó có nghiệp vụ thực và nghiệp vụ không thực. Rồi được chưa? Như vậy khi mà các bạn lên mạng mà thấy mà hỏi là thấy mấy câu hỏi này biết hai sổ rồi thì tốt nhất đừng nên tư vấn gì đó, mà cũng đừng nên trả lời luôn. Các bạn mà tham gia cho tư vấn trả lời theo cái ý của các bạn là đúng hay sai? Nếu mà các bạn tham gia vô với cái vấn đề mà tư vấn, alo các bạn nghe tôi nói không? dạ nghe bình thường này. Nghe xong bạn cú không nghe, thấy thấy tiếng này sao? Các bạn nghe phải nói nha. Alo 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 alo, nghe 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 bự, được, nghe nghe bự được, không? nghe được, Nghe bự không? nghe được. Ừ, sao bạn Tú không nghe làm sao? Tú xem lại nha, xem mic chứ của em á. Rồi khi mà các bạn lên mạng các bạn thấy mấy cái câu hỏi này á, là các bạn mà thấy mấy cái câu hỏi này á mà các bạn chứng minh mình là anh hùng rồi vô tư vấn rồi á, là các bạn cũng tầm bậy luôn, được không? Các bạn hiểu ý tôi nói không? Tại vì sai, nó đã sai sao mà tư vấn được, các bạn. Các bạn có hiểu tôi nói không? Alo alo, tương tác. Các bạn có thể tương tác và hỏi ngược lại tôi chứ không phải là tôi bắt các bạn phải nghe tôi. Alo, có nghe không? Alo. Dạ nghe Rồi nghe xong với buổi bình bạn Phương Vũ nghe à. Các bạn khác có nghe không? Đánh số 1 giúp tôi coi. Bạn nào nghe đánh số 1 giúp tôi. Tôi thấy các bạn nghe hay gì hết vậy? Comment xuống cho coi, tương tác thôi, có tương tác không? Đánh số 1, các bạn nghe đánh số 1. Các bạn chịu khó tương tác với tôi khi tôi hỏi nha. Nó mới sung được. Rồi tiếp nè. Thì khi mà nó đã sai rồi á mà các bạn tư tư vấn kiểu nào nó cũng sai các bạn. Tại như tôi đã nói ngay từ ban đầu, khi cái vấn đề mà nó đã sai á làm sao mà tư vấn được. Ví dụ như bây giờ các bạn làm một cái chuyện gì đó mà nó sai á thì có biến cái chuyện sai thành chuyện đúng được không? Bây giờ mình không có nói gì kế toán nữa, mình nói một cái vấn đề khác. Khi các bạn làm lỡ một cái vấn đề sai, ví dụ như bây giờ các bạn thấy cái thằng ăn trộm nó vô nhà mình đó, nó ăn trộm rõ ràng nó sai thì có biện minh nó là không ăn trộm được không? Không, đúng không? Các bạn tương khai chịu khó tương tác với tôi nha.
Đó, nên khi mà người ta mà hỏi trên mạng như thế này thì tốt nhất á, các bạn vô để mà nghe hay nó tư vấn rồi các bạn cười thôi, chứ còn người nào mà tư vấn đồ tư vấn theo kiểu hai sổ đó là không được, thấy không ổn, chắc chắn là sai không, các bạn cứ dòm đi. Rồi ở trên đây bây giờ mình bắt đầu mình mới xem nha, người ta hỏi nè, kế toán phải làm gì khi tồn quỹ tiền mặt quá nhiều, cái gì quỹ tiền mặt bị âm hay bị thừa quá nhiều đều là sự không hợp lý hợp lệ và là vấn đề đau đầu của kế toán. Đau đầu cái gì, ông làm hai sổ thì ông đau đầu rồi nữa. Tại sao công ty đi vay vốn ngân hàng mà trên sổ sách lại thừa đến cả tỷ đồng đó, nguyên nhân ở đây là gì, kế toán sẽ xử lý ra sao, hãy cùng tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây. Bài này tôi có trên mạng cho các bạn xem. Tại sao tồn quỹ tiền mặt ảo trên sổ sách đó, bắt đầu đưa ra nè. Thường thì công ty sử dụng hai sổ sách sẽ gặp tình trạng quỹ tiền mặt thực tế có sự chênh lệch nhau lớn. Nguyên nhân chủ yếu là các khoản chi nội bộ không có hóa đơn chứng từ hoặc hóa đơn chứng từ không hợp lệ nên kế toán bỏ luôn, không kê file vào sổ sách thuế, dẫn đến thực tế có chi nhưng sổ sách thuế lại không có khoản chi này. Các bạn đọc cái câu này, bây giờ hiện tại theo luật kế toán của mình là hệ thống hai sổ là bị vi phạm đúng không? Bây giờ công ty nào mà lập hai sổ sách là vi phạm đúng không? Alo, có nghe tôi nói không? Nghe rõ ạ. Nghe rõ, tương tác với tôi đi, tôi hỏi là hiện tại luật quy định, luật kế toán quy định là làm hệ thống hai sổ là sai đúng không? Dạ đúng. Đó, sai. Đó, tư duy là hai sổ là sai. Mà tôi đã dạy kế toán cho các bạn là tôi có dạy hai sổ không? Không. Không, tôi dạy kiểm soát mà sao hai sổ được. Một sổ, đó là kế toán. Như vậy cái người nào mà đang làm như thế này đó là làm hệ thống sổ sách thuế. Mà khi đã làm hệ thống sổ sách thuế rồi là nó sai. Nó sai nhìn vô biết liền luôn các bạn. Các bạn có cảm, các bạn có cho dù các bạn làm hoàn chỉnh cỡ nào tôi nhìn vô tôi biết hai sổ, các bạn có cảm nhận như vậy không? Có, nó có cái vô lý mà. Luôn luôn là nhìn vô là vô lý. Bạn nào có thể liệt kê tôi cho các bạn thuê dịch vụ kế toán hay là ai làm tôi nhìn vô tôi biết hai sổ luôn. Các bạn có thể liệt kê ra một vài tình huống mà nhìn vô là biết hai sổ, các bạn nói đi. Cái nhập kho quê hàm như bên em chẳng hạn, cái bạn kia bạn ấy nhập 4 tấn chín quê hàm mà bạn ấy cho vào một tháng luôn. Ờ, đó đúng rồi. Nhưng mà làm sao biết là cho vào một tháng luôn? Thì bạn ấy cho, bạn ấy nợ 627. Thì có cho vào cái 331 ấy, bạn ấy cho vào đấy luôn. Mấy tờ hóa đơn mà cho, mấy tờ hóa đơn 4 tấn 9? Một tờ hóa đơn 4 tấn 9. Ừ. Thực ra là nó chỉ có hai mấy nghìn một cân nhưng mà... nhưng mà nó là 4 tấn thì nó không thể nào mà sử dụng trong một tháng hết được. Mà tài khoản loại 6 thầy bảo là dùng trong tháng thì cho vào đầu 6. Thế vị trí thì em thấy nó sai. Không, nếu không vẫn đúng trừ khi nó sản nó sản xuất nhiều thì sao, nó vẫn được mà. Nhưng cái đấy mà... không phải sản xuất, cái đấy là cái que hàm dùng để sửa chữa thôi, không thể nào mà sửa chữa. Công ty đó thôi. Công ty đó là sản xuất cái gì mà mua que hàm? Công ty là sản xuất gạch xây dựng nhưng mà dùng que hàm để ví dụ như là chỉ là cái hàm cái ruột gà hay là hàm, nói chung là không phải là cái ví dụ bên cơ khí mà sản phẩm cơ khí thì nó mới là đúng. Đúng. Nhưng bên em không phải là sản phẩm cơ khí. Rồi, sản phẩm gạch mà có que hàm. Có que hàm nhưng mà sử dụng ít, không thể nhiều như thế được. Chỉ bằng 1/10 chỗ đấy thôi. 4 tỷ 9 à, 4,9 tấn đó là bao nhiêu tiền? 4 tấn 9 4.900 cân mà nhân với 27.000 một cân. Thì đó là tầm nhiêu? Tầm hơn trăm thế. Hơn trăm triệu hả? Vâng. Vậy là đây trường hợp mua hóa đơn đúng không? Không, mua thật ấy, mua thật nhập về nhập kho đấy. Mua thật mà về nhập kho nhưng mà đưa vào chi phí một lần đúng không? Đúng rồi, bạn kia bạn này có sai. Cái đó là hạch toán sai thôi chứ không phải là hệ thống hai sổ. Cái đó không phải là một dấu hiệu hệ thống hai sổ. Cái đó là hạch toán sai.
Vì bạn đấy cũng làm hệ thống hai sổ nên là bạn ấy không kiểm soát kho nên là bạn đưa vào chi phí nung luôn. À rồi ok, rồi tiếp tục. Tiếp tục. Rồi đó cũng là một dấu hiệu đi. Có Đây nghĩa là là một bạn nó không kiểm soát kho, bạn nó cứ làm theo cảm tính, rồi cứ lấy hóa đơn rồi nhập tùm bậy vô cái theo cái ý của bạn đó. và Rồi cái đó là làm tùm bậy. Rồi bạn nào đưa ra một dấu hiệu tiếp theo. Cái đó nhìn trên đó cũng chưa chưa phải là hệ thống hai sổ nha. Cái đó mà là hệ thống một sổ nhưng mà ông làm sai thôi, không có kiểm kê sẽ phát hiện ra. Nhà các bạn phải phân biệt được hệ thống hai sổ và làm sai nha. Như thế này, các bạn không phân hệ thống hai sổ tức là trong đó nó có nghiệp vụ là có thật và nghiệp vụ không có thật, tức là nghiệp vụ đi mua hóa đơn. Đó mới gọi là hệ thống hai sổ. Tức là nó tạo chứng từ ảo. Rồi, còn cái mà em vừa nói nó vẫn là hệ thống một sổ nếu mà nó có thật, nhưng mà nó hạch toán bị sai. Nó hạch toán bị sai, nó hạch toán không theo xuất kho. Thì cái vấn đề đây khi kiểm kê sẽ phát hiện ra nó vẫn là một sổ chứ không phải là hai sổ. Được chưa? Hạch toán sai. Hạch toán sai khác hệ thống hai sổ nhé. Đấy, Đó. em cũng hiểu chưa rõ lắm, em cứ thấy nó Tốt, không được. bạn bạn nào có thể phản biện tôi không? Tôi nói vậy các bạn có nghe ok không? Hạch toán sai, tức là công ty mình hệ thống một sổ nhưng mà tôi hạch toán sai thôi. Đó. Hạch toán sai bây giờ làm sao tôi phát hiện ra, tôi kiểm kê giống như nãy qua hàng, tôi kiểm kê tôi phát hiện ra tôi điều chỉnh sổ lại thì nó trở thành đúng. Còn hai sổ tức là trong đó có nghiệp vụ thật và nghiệp vụ ảo. Hoặc là ảo không, nhưng mà ảo không không có, thật vừa ảo mới gọi là hệ thống hai sổ. Rồi tiếp. Như vậy là khi mà các bạn mà làm hệ thống hai sổ nhìn vô biết luôn. Thứ nhất là về mặt chữ ký các bạn để ý về mặt chữ ký nó sẽ thiếu sót rất nhiều. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai á, các bạn mà thuê dịch vụ kế toán là nhìn hệ thống hai Cái gì sổ. Các bạn công nhận tôi, nếu mà các bạn thuê dịch vụ kế toán là công ty đó hệ thống hai sổ không? đó? Đúng không? Đúng. 100% nó là như vậy chứ còn gì nữa. Rồi tiếp. Các bạn nhìn trên cái bộ chứng từ mà nó thiếu chữ ký của giám đốc rồi, phiếu chi rồi đó, hay là thấy mà thuê cá nhân làm rồi, cũng là hệ thống hai sổ. Tức là thuê cái người cá nhân làm nhưng mà cái người cá nhân nó không đứng tên trên bảng lương luôn, không có tên trên bảng lương. Tức là thuê cá nhân là thuê các bạn nè, các bạn học xong rồi các bạn biết kế toán nè. Cái độ chị của các bạn mở công ty cái các bạn làm hộ đó. Nên các bạn làm lấy tiền tháng 2 triệu có đưa vào bảng lương không? Không. Không, hệ thống hai sổ. Rồi được chưa? Mà Rồi tiếp đi, không gì nữa. hệ Nhìn thống hai trên. sổ là Rồi nói đi các bạn, nói để em nói nốt ý ý kiến này rồi đến các bạn. đi. Hệ thống hai sổ là trên cái sổ quỹ này còn là 100 triệu. Thế mà đến trên cái tiền thật vay ngân hàng đến ngày ngày kia là đến đến vay đến hạn trả là 3 tỷ. Thế xong rồi tiền trên thực tế thì có tiền trên sổ sách không, có hay là bác tiền mặt đi để lột vào, thế là lại vay ảo lên đấy thầy. Đấy, Ok. em Cũng đúng, thì nó nằm trong cái tình huống tí nữa nói, đúng cũng đúng. Rồi các bạn nói tiếp đi, bạn nào cứ nói đi. Các bạn cứ mở miệng ra nói đi. Như vậy khi mà các bạn tiếp nhận vào một công ty, tôi đã nói là nhìn trên bộ chứng từ là các bạn biết hệ thống hai sổ. Ví dụ tiếp theo nè. Công ty mà nhìn vô toàn thấy hóa đơn không à. Hiểu không? Tức là hóa đơn, tức là nghiệp vụ kèm hóa đơn kèm phiếu chi rồi, chỉ có mỗi tờ hóa đơn thôi, cũng cũng là dấu hiệu hệ thống hai sổ. Mà nhìn trong công ty toàn là hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng không à, cũng là hệ thống hai sổ, đúng không? Nếu mà công ty mình hoạt động là nó phải có hóa đơn gì, hóa đơn lẻ, nó có những cái chi phí phạt truy thu tùm lum bà la. Các bạn có hiểu với tôi nói không? Và nhìn trên bộ chứng từ của công ty hệ thống một sổ thì chứng từ nó nhiều không? Chứng từ mà khi mà kẹp vô một bộ chứng từ hoàn chỉnh nó nhiều không? Nếu mà hệ thống một sổ thì nó nhiều không? Trả Nhiều, lời nhiều, 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 nhiều nó mới nhiều. thể hiện kiểm soát nội bộ ở trong đó.
Nhiều nó mới thể hiện được là nó quy trình luân chuyển chứng từ. Hiểu chưa? Dạ. Nhìn trên công ty mà thấy không có tiền thuê nhà chẳng hạn, hay là hợp đồng mượn nhà chẳng hạn, hay là hợp đồng thuê nhà nhưng mà cái nhà đó ở quận 1 là 100 mét vuông là phải là 50 triệu, nhưng mà hợp đồng thuê nhà có 8 triệu một tháng thôi, cũng là hai sổ, đúng không? Các bạn công nhận tôi không? Ví dụ như bây giờ các bạn thuê ở quận 1 100 mét, quận 1 Hồ Chí Minh đó, 100 mét vuông, ví dụ là tệ lắm cũng là tôi nói 100 triệu đi, được không? Vâng. Nhưng mà các bạn vô, các bạn làm dịch vụ kế toán thấy hợp đồng có 8 triệu à. Vậy là hệ thống hai sổ. Hai sổ. Mục đích 8 triệu để làm gì? Mục đích làm 8 triệu để làm gì? Để không đóng thuế thu nhập cá nhân. Vì cái đọc quy định là dưới 100 triệu là không đóng thuế thu nhập cá nhân của người cho thuê. Tức là cái công ty này làm hợp đồng một cái 100 triệu, hợp đồng thuê nhà cái 100 triệu và hợp đồng thuê nhà cái 80, ví dụ là triệu. Đúng rồi. Đó. 8 triệu mới có 96 triệu chuẩn zin. Đó. Hai sổ. Khúc đó thuế vô thuế bắt trường hợp này được không? Không. Tại sao không? Thì vì vẫn dưới cái khung mức ấy thầy. Dưới khung mức gì? Dưới mức 100 ấy. Khi mà giao dịch là phải theo giá thị. Theo giá thị trường. Đúng rồi, theo giá thị trường. Anh vô mà anh đưa 8 triệu là tôi luôn ngồi tôi lắc đầu rồi. Thuế có biết trường hợp này không? Thuế nhìn vô. Thì cái đấy là do người ta ngoại giao tốt thì người ta làm đàm phán giá thầy. Bây giờ ngoại giao tốt, tiền bạc không có vấn đề ngoại giao tốt các bạn ơi. Ngoại giao tốt cao lắm 200 ngàn. Ngoại giao cố tốt từ 100 triệu đồng trên tháng còn 8 triệu. Ở đâu ra em? Sống bằng không khí sao? Có ai không, ngay cả gia đình á, ví dụ như bạn bè hay là anh chị em á, em có dám cho một tháng 5 triệu hay không? Hả? Bạn Quý, bạn có dám cho không? Bạn kêu cho mượn luôn, bạn kêu cho tính lãi luôn chứ cho, đúng không? Ủa tôi nói không trả lời, tôi đang nói thiệt mà. Vâng. ngoại giao đâu tháng chín mấy triệu em, tôi nói thiệt, người ta sống vì tiền của bạn khó, hiểu chưa? Dạ. Tiền bạc nó làm như vậy đó, nó đúng không có sai à. Rồi tiếp, như vậy là hệ thống hai sổ là như vậy. Hệ thống hai sổ, nếu mà hệ thống hai sổ thuế được quyền không kiểm tra luôn, ấn định thuế luôn được không? Có ạ. Tại các bạn làm sai thì sao kiểm tra? Các bạn áp doanh thu. Đúng, áp doanh thu, áp tỷ lệ luôn. Ví dụ áp doanh thu của công ty mình hoạt động trong lĩnh vực này là một năm phải là 3 tỷ. Và với công ty mà hoạt động tương tự công ty bạn á, là nó đóng thuế là một năm là 100 triệu. Thì công ty của bạn phải đóng thuế 100 triệu. Đó gọi là áp, không cần kiểm tra sổ sách nữa. Vì các bạn làm sai mà. Các bạn làm hệ thống hai sổ, các bạn đưa sổ sách sai thì làm sao mà tôi kiểm tra được? Đưa cái số sai kêu tôi kiểm tra ở đâu ra? Sao kiểm tra sai, sao kiểm tra? Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Có. Còn các bạn nói ủa thầy nói gì kỳ, thầy nói gì kỳ vậy? Em thấy thuế kiểm tra ầm ầm có gì đâu. Các bạn có nói câu đó không? Hả? Các bạn có nói ủa ông thầy ông nói tầm bậy, tôi thấy thuế nó xuống kiểm tra ầm ầm có nói giống thầy đâu. Cái đó mỗi người mỗi quan điểm, cái đó gọi là ở Việt Nam mình nó như vậy. Các bạn có hiểu không? Người ta không kiểm tra được không? Người ta không kiểm tra, người ta ấn định luôn được không? Có. Bây giờ tôi nói nè, bây giờ các bạn đi chạy xe ngoài đường á, bị công an phạt thì làm sao? Hả? Người ta không lấy tiền được không? Người ta viết biên bản cho các bạn phạt được không? Có. Đó là cái trường hợp đúng quy định đúng không? Đúng rồi. Bây giờ trường hợp tiếp theo, người ta cho các bạn đi, các bạn đưa 200 ngàn được không? Được. Đó, nó là như vậy đó. Tức là sai thì có hai tình huống xử lý, tùy theo cái tâm của từng người. Hiểu ý tôi nói không? Tùy theo cái phương hướng giải quyết của từng người. Phương hướng tôi đi, ví dụ gặp tôi là một người không lấy tiền chung chi thì tôi làm căng luôn được không?
Được. Đúng rồi. Vâng. Nên phải tư duy như vậy nha, chứ đừng kiểu mà nghe ông nói tầm bậy tầm bạ rồi, tôi thấy thuế xuống kiểm tra bình thường có bị sao đâu. Tư duy nó không đúng, hiểu chưa? Nó dẫn vô cái đầu của các bạn. Tại sao tôi dám nói như vậy thì các bạn phải đọc luật. Các bạn phải đọc, phải có căn cứ thì mới dám nói. Hiểu tôi nói không? Các Vâng. bạn phải đọc nhiều. Đọc nhiều nó mới vô đầu. Thuế xuống kiểm tra cũng có căn cứ thôi các bạn. Ví dụ có mình biết là mình làm sai 10 cái sai nhưng mà chẳng may thuế nó bỏ sót cho một cái thì coi như là người ta không kiểm tra đến hoặc là người ta kiểm tra sơ sài thì chứ không phải là kiểm tra bình thường. Đúng không thầy? Thì cái trường hợp hồi cái trường hợp mà kiểm tra mà thuế vô kiểm tra mà thuế vẫn kiểm tra đó, Vâng. tức là thuế tin cái số liệu của các bạn đúng, tức là thuế không phát hiện ra cái số liệu của bạn là hệ thống hai sổ. Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Vâng. Cái bản kế toán cũ bên em cái năm 2019 hết 4 tỷ 2 tiền điện. Thế bạn ấy xuất doanh thu có 3 tỷ 7 còn thì để tồn kho với lại sản xuất rất ít nên sang cái năm 2020 cũng lệch so với lại cái tiền điện kia khoảng thêm 60 triệu, mức là 42 60 và bạn ấy xuất doanh thu là gần 20 tỷ. Thế là người ta cũng xuống người ta kiểm tra tiền điện xong rồi người ta cũng đòi ấn định doanh thu ấy đấy. Đó, đó là một cái tình huống gọi là ấn định hệ thống hai hai sổ, người ta ấn định đó. Tại người ta không có cơ sở, người ta đưa ra cái cơ sở lấy cái dấu hiệu hệ Người ta thống hai đưa ra sổ một đó. cái hằng số để người ta đối chiếu. Thì ý là người ta đưa ra là với chi phí tiền điện như vậy thì anh phải sản xuất như thế này và doanh thu của anh phải là như thế này, tức Vâng. là rất là cao, hiểu chưa? Ví dụ doanh thu phải là Vâng. 30 tỷ mà hiện tại anh đưa tôi có 10 tỷ à, nên là tôi phải ấn định anh. Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Giống như hiểu không? Có. Giống như bây giờ ví dụ như vậy đây nè, nè ví dụ như là ở quận 1 ở đường Đồng Khởi, ví dụ nha, mà các bạn làm ở công ty mà khách sạn đó, cho thuê khách sạn, cho thuê phòng là cũng ở đường Đồng Khởi luôn. Ví dụ như là công ty của các bạn là 20 phòng mà hiện tại các bạn viết hóa đơn và kê khai doanh thu một một năm á là có 1 tỷ thôi, cũng là đường Đồng Khởi hoặc là đường Nguyễn Huệ gì, nó là 20 phòng, là các bạn viết hóa đơn có 1 tỷ thôi chẳng hạn, và công ty của các bạn á là đang đóng thuế có 20 triệu trên năm thôi. Rồi hiểu cái chỗ này không? Có đã là tôi nói tiếp. Có, cứ thầy cứ Rồi nói. bây giờ thuế nó sẽ qua một cái công ty cũng là cho thuê khách sạn, cho thuê phòng luôn, ở đường Đồng Khởi luôn chẳng hạn, cũng xem công ty em, mà doanh thu của nó là 5 tỷ và nó đóng thuế là 200 triệu. Thì nếu mà người ta thuế mà kiểm tra cái công ty trước á là 5 tỷ và đóng thuế 200 triệu á, thì thuế sẽ qua công ty em kiểm mà thấy em đóng thuế 2 triệu thì lúc này sao? Thì người ta sẽ phải Sẽ áp thuế y hệt cái công ty bên kia các bạn. và Đó. đúng rồi ấn định là áp thuế. Tại vì cái đó cũng là một cái dấu hiệu, người ta nói ồ tôi kiểm tra bên kia đúng là giống như thế này, y hệt như thế này mà tại sao như thế này như thế kia. Hiểu không? Quá. Đó, đó là một cái dấu hiệu gọi là, cái đó là cái dấu hiệu để thuế nói công ty mình hai sổ và thuế ấn định, nó là như vậy các bạn. Hiểu Tôi hiểu. chưa? Vâng. Tức là đường Đồng Khởi công ty kia là 5 tỷ một năm, mà công ty em giống y hệt, nó xem mà em kê khai có 1 tỷ à, quá phi lý. Có 20% của công ty kia, đó là một cái dấu hiệu cho dù sổ sách của các bạn làm sao. Ví dụ các bạn ông thuế ông xuống cái công ty mà khách cho thuê khách sạn mà 1 tỷ, doanh thu 1 tỷ và đóng thuế 20 triệu, thì sổ sách của công ty cho thuê 1 tỷ và đóng thuế 20 triệu nè, cho dù các bạn làm đầy đủ cỡ nào đi nữa thì nó làm sao các bạn? Nó vẫn có cái sự vô lý. Đúng rồi, tức là người ta vô lý trong trường hợp đây là người ta đang So sánh ấy, so so sánh, sánh hai bên cái có nghĩa là người ta chưa kiểm tra chứng từ của các bạn, hiểu không? vâng. Khi khi mà bắt sự vô lý nó có nhiều thứ,
chứ không phải là kiểm tra chứng từ là thấy vô lý. Hiểu ý tôi nói không? Có ạ. Nó có nhiều thứ để mình bắt nó là vô lý. Người ta chưa đi vào chứng từ mà người ta mới gọi là so sánh thôi, dùng phương pháp so sánh thôi, so sánh cùng ngành nghề đó, vậy đó. Hiểu ý không? Có ạ. Chứ còn mà chứng từ á, tôi nói thiệt, cái chứng từ nó là một phần thôi. Tại các bạn đã hoàn thiện, các bạn làm dịch vụ kế toán hay các bạn đã hoàn thiện rồi, hoàn thiện. Nhưng mà tôi, nếu mà tôi nhìn vô chứng từ, tôi cũng thấy một sự bất hợp lý nếu mà nhìn vào chứng từ. Còn ví dụ như là ông thuế, trong trường hợp này ông không nhìn vào chứng từ mà ông đang nhìn phương, ông đang nhìn công ty kế cái bên, ông so sánh. Các bạn mà nhìn vào một sự bất hợp lý, nó có nhiều tình huống chứ không phải nhìn vào sự vào chứng từ không đâu. Ví dụ như các bạn dòm ở trên, giống như dòm trên bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số sinh, các bạn dòm sơ qua các bạn thấy, ví dụ như là, ví dụ nha, các bạn dòm ở đây, tôi đưa ví dụ chỗ này đi. Đây, đây bảng cân đối số sinh này. Đó, ví dụ dòm đây. Ví dụ dòm đây mà thấy cái chỗ tiền đây nè. Rõ không được ta? Đây. Đó, 1 tỷ chứ hạn, hay là hàng tồn kho đi, ví dụ hàng tồn kho nè. Hàng hóa này đi. Rồi. Đó, ví dụ mà các bạn dòm đây nè, ở đây là thấy tài khoản 111 đúng không? Vâng. Có 10 tỷ đi. Đó. Và đây hàng hóa, ví dụ đây là rõ 4 tỷ đi chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi, cái thứ nhất nè, các bạn dòm nè. Nếu mà các bạn thấy ở trên đây là tiền 10, cái đây mình đang nói là bảng cân đối số sinh, đây là số dư, đây là số dư đầu kỳ nè, số phát sinh nè, số dư cuối kỳ nè. Nhìn nhìn trên đây là nó giống như sổ cái không các bạn? Sổ cái mà nó trình bày ngang đúng không? Số dư đầu kỳ nè, các bạn có hiểu ý không? Hiểu không? Tôi nói tiếp, hiểu nói hiểu coi. Wow. Tức là bảng cân đối số sinh đây mà các bạn dòm trên đây từng tài khoản này là dòm theo cách này nè, cái cách từ trái qua phải, số dư đầu kỳ, số sinh, số dư cuối kỳ nè, nó cũng chính là sổ okay. Sổ cái tài khoản. Vậy các bạn dòm nè, nếu mà các bạn dòm như đây, các bạn thấy tiền ở đây là 10 tỷ, 10 tỷ mà các bạn thấy ở dưới này mà có đi vay nè, ví dụ ở đây có 341 nè, đây 341 đi vay nè, vay 1 tỷ thôi chẳng hạn, vay 1 tỷ thôi, vay 5 tỷ thôi, vay 1 tỷ thôi cho nhòm cho dễ nè, vay mấy tỷ? 1. Nhưng mà tiền mặt á là còn mấy tỷ? 10. Thì theo quan điểm của các bạn cảm như sao, cảm nhận như sao, đúng không? Không. Tại sao? Thì tiền mặt có không xài đi vay làm gì thầy? Đó, đó là vậy, đó như vậy. Mình có nhìn vào chứng từ không? Không. Không, mình đang nhìn trên cái gì? Sổ. Sổ sách. Mình đang nhìn sổ sách. Còn ví dụ như các bạn dồn chứng từ mà biết hệ thống hai sổ là trường hợp hồi nãy là trường hợp gì? Cái đây là nhìn sổ sách nha, nhìn sổ sách biết hệ thống hai sổ là phân tích đó. Còn nếu mà nhìn chứng từ biết hai sổ, nó ý là có nhiều cách để mình nhìn vào, mình biết nghi ngờ cái dấu hiệu hai sổ. Nhìn vào chứng từ thì hồi nãy trường hợp gì? Ví dụ thôi, nãy nói rồi. Ví dụ như tiền gì? Nhìn vào cái hợp đồng thuê nhà mà thấy gì? Vâng, thế tiền ít hơn. Ít hơn thực tế. Đúng rồi. Thuê quận 1 100 mét vuông. Dạ như cho. Đó, vậy đó. Nhìn vào chứng từ mà không thấy tiền thuê nhà. Nhìn vào chứng từ mà thấy hợp đồng mượn nhà thì sao? Sai. Cũng là dấu hiệu hai sổ. Sổ. Để còn mượn không mất tiền. Thì các bạn cứ suy nghĩ có ai cho không ai gì không các bạn? Không. Ngay cả anh em còn lấy tiền đúng không? Đúng.
anh em thì lấy cho mượn, ví dụ như mình đang cho thuê người kia 9 triệu thì mình có thể mình cho thuê 8 triệu được không? Được, rút Chứ xuống tí được. chứ có thể nào mà cho miễn phí không? Kêu cho mượn không? Có không? Không. Không. Người ta sống bằng gì? Người ta đi đi lấy tiền ngân hàng, người ta mua cái căn nhà đó để người ta cho thuê, để người ta kiếm tiền, mà tự nhiên bây giờ tôi cho anh mượn miễn phí vậy tôi trả lãi ngân hàng à? Tôi lấy tiền túi tôi trả lãi ngân hàng à? Các bạn có hiểu không? Ý là Đó. Giao dịch phải là giao dịch theo giá thị trường. Các bạn nên nhớ giao dịch theo giá thị trường, cho dù là anh em các bạn. Chứ còn các bạn mà không theo giao dịch theo giá thị trường á là không có đúng. Ví dụ nè, ví dụ như vậy đó, là nhìn vào chứng từ nè, các bạn là một công ty, ví dụ luôn nha, ví dụ tôi không biết, nó có rất là nhiều lĩnh vực, ví dụ như các bạn mà bán ở trong một cái lĩnh vực mà bán inox á, hay là bất cứ một cái lĩnh vực nào á, mà về cái giá bán á, về cái giá bán ở công ty mà nó không có chính sách giá bán á, tức là các bạn vô công ty mà nó không có chính sách giá bán á, thì làm sao? Thì sao mà thị trường nó có các loại giá? Không, nghe là, ví dụ công ty là các bạn làm ở một cái công ty nào đó, công ty bán inox hay là công ty bán gì đó, thì tôi đảm bảo các bạn là nó có chính sách giá bán không? Có. Tức là nó bán mặt hàng A, mặt hàng B, mặt hàng C nè, có giám đốc ký trên đó không? Có. Có. Thì đó chính là cái cơ sở để mà khi viết, khi mà bán hàng, khi mà ký hợp đồng với khách hàng. Tôi đảm bảo cho dù các bạn là công ty thương mại, tôi đố bạn nè, công ty thương mại với công ty sản xuất bán mặt hàng inox, ví dụ như là công ty thương mại bán mặt hàng inox và công ty sản xuất inox cũng bán mặt hàng inox, tôi đố bạn giữa hai công ty này thì cái mà tỷ suất lợi nhuận gộp á, lãi gộp á, đố bạn công ty nào cao hơn? Công ty sản xuất và công ty thương mại cùng bán inox. Công ty thương mại cao hơn. Công ty sản xuất ra inox dẹp đi để bán cho công ty thương mại này, công ty thương mại này về bán lại cho người tiêu dùng. Thì tôi đố các bạn giữa cái công ty sản xuất ra cái inox dẹp và công ty thương mại mua của công ty sản xuất đó về bán ra thị trường, thì công ty nào có cái lãi, tỷ lệ lãi gộp, tỷ lệ lãi gộp bằng cái gì biết không? Doanh thu trừ chi phí này, giá bán nè, trừ giá, giá bán, đây là giá thành hay giá vốn, giá bán đó, khi mà cái này là đã bán ra nha, khi mình nói giá bán tức là tính trên một đơn, các bạn công nhận khi mình nói giá bán là tính trên một đơn vị không? Thôi thôi nói doanh thu, nói doanh thu luôn đi cho nó dễ, mệt quá. Doanh thu thì đây là giá vốn rồi các bạn, giờ mà đây tôi nói trên một, mình bán ra rồi nha, đã bán ra nè, bán trên một đơn vị thôi, doanh thu 10.000, giá đây là công ty sản xuất, sản xuất thép dẹp đi ví dụ vậy, rồi và đây là công ty thương mại, công ty đây là công ty thương mại mua thép dẹp về bán lại. Ủa các bạn có thấy màn hình không? Có. Ừ, rồi các bạn xem nè. Như vậy là cái ông thương mại đây nè, là ổng mua thép từ công ty sản xuất gì? Thép dẹp. Ờ, ổng mua từ đây. Vậy ông này nè, bà bán ra 10.000 thì ông này mua vào là giá vốn là mấy ngàn? Ông này 10.000. Đúng rồi, ông này bán cho ông này. Tôi đang tính trên một đơn vị thôi nha. Tính trên một đơn vị thôi cho dễ. Tính trên một đơn vị thôi. Rồi. Tức là bán ra, ông này bán ra cho ông này, thì ông này bán ra 10.000 thì ông này mua vô phải là 10.000. Rồi. Thì bây giờ các bạn xem đây. Tôi lấy doanh thu tôi trừ giá vốn, nó gọi một cái thuật ngữ là lãi gì? Lãi gộp. Lãi gộp bằng doanh thu trừ giá vốn. Giá vốn. Rồi. Vậy bây giờ tôi đố các bạn ngay chỗ này nè, ngay chỗ này các bạn, cái lãi gộp của hai bên tôi đố các bạn bên nào sẽ cao hơn. Tôi đố bạn cái ông doanh thu này, ông bán nè, ông mua 10.000, ông bán bao nhiêu ngàn? Bây giờ bán 12.000 đi cho dễ.
Rồi vậy tôi đố bạn nè, cái ông lãi gộp của ông đây này nè, ông lãi gộp của ông sản xuất thép nè với ông thương mại nè, đố bạn ông nào sẽ lớn hơn? Ông thương mại. Rồi một bạn nói thương mại, bạn nào nói tiếp? Nói đi. Ông thương mại. Ông thương mại lớn hơn. Tiếp. Thương Bạn mại luôn thầy. thương mại luôn. Tại sao thương mại? Tại sao? Nói theo cái ý của mình hiểu đi, tại sao? Bởi vì sản xuất thì em nghĩ người ta sẽ có một cái giá bán cho các cái nhà Vì phân cái ông thương phối. mại này ông ấy mua ra vốn có 10 mà ông bán ra ông thu được 12 thầy. Nếu tôi đố bạn nè, cái ông sản xuất cái nè, cái vốn ban đầu của ông có lớn hơn ông thương mại không? Có. Nói đi, cái mà tôi hỏi trả lời. Lớn Có, hơn. em có. Cái này là 100 tỷ. Thì cái này là bao nhiêu tỷ? 10 tỷ. Cái số lượng nhân viên thì sao? Lớn hơn Trăm không? người. Lớn Trăm hơn lớn lớn ông này không? lớn lớn hơn. Việc khó mà làm, đây việc dễ mà làm, mà ông này mà nhỏ hơn ông này thì chỉ có chết. Các bạn có hiểu không? Hả? Tự nhiên tôi bỏ ra 100 tỷ, tôi làm để cho cái lãi gộp ông này, ví dụ lãi gộp của ông này mà các bạn nói là nó nhỏ hơn ông, dễ giá vốn này 9.000, giá vốn này 9.000, dễ lời có 1.000, ông này lời tới 2.000, là các bạn thấy sai sai không? Hiểu một cách bình thường thôi, các bạn thấy sai không, hay 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 là gọi là kêu bình thường khi sau khi tôi phân tích như vậy? Nói đi, hay là vẫn giữ quan điểm? Em thấy 2.000 nữa lên 1.000. Như vậy là các bạn vẫn kêu ông thương mại lớn hơn đúng không? Vâng, thầy cứ giải Vậy thích cho em. vậy thì nó đi làm thương mại sướng hơn chứ ai làm sản xuất làm gì em? Hả? Em cứ suy nghĩ đi, tự nhiên tôi ra tôi sản xuất mà tôi còn thấp hơn các ông nữa, trong khi đó vốn tôi như thế này nữa, số lượng nhân viên tôi cũng nhiều nữa, vậy cái ông này làm sao nó bù đắp được, nó bù đắp được những cái chi phí về nhân viên, chi phí văn phòng, chi phí máy móc thiết bị, hiểu chưa? Ông này là ông sản xuất phải lớn hơn ông thương mại nó mới bù đắp được, hiểu không? tức Thầy, tức là cái chỗ này nè, nhưng mà thực tế thầy, tỉ dụ như là giống như là mình trồng cây á thầy, rồi mấy người người nông dân á họ trồng rất là vất vả cực khổ, nhưng mà họ bán cái người thương lái họ mua lại họ bán nhiều khi còn lời hơn mấy người trồng nữa thầy. Em nghĩ như ra vậy đó, thầy. đúng, cũng đúng một phần trong nhiều, cái đó là cũng trong nhiều, tùy theo cái lĩnh vực nữa. Còn tôi đang nói đây là lĩnh vực về sản xuất công nghiệp nặng, sản xuất công nghiệp nặng. Còn cái của em nói cũng có thể đúng, cũng có thể đúng, được chưa? Bây giờ dòm đây nè, dòm như này, khi mà mình tính tỷ lệ lãi gộp á là nó sẽ bằng lãi gộp chia Trên doanh cho thu. doanh thu đó các bạn. Thì thường thường á là cái ông này nè, ông sản xuất cái nè sẽ lớn hơn ông thương mại, nên cái chỗ giá vốn ở đây rất là ít, 5.000 thôi. Vì sao lớn hơn? Vì sao lớn hơn? Thứ nhất, ông bỏ vốn nhiều thì cái phần lãi gộp đây nè nó phải nhiều để nó bù đắp, thứ nhất là về máy móc thiết bị, tại vì máy ổng là sản xuất công nghiệp thì ổng đầu tư máy móc thiết bị rất là khủng để mới sản xuất ra được. Ví dụ như sản xuất thép, các bạn thấy thì sao? Ông các phải bạn đầu tư lò các bạn luyện thép. thấy công ty Hòa Phát có phải là sản xuất thép không? Vâng. Thì các bạn thấy công ty đó nó khủng không? Thì To cái khủng. lãi gộp của nó, cái tỷ lệ lãi gộp của nó nè, nó phải lớn hơn những cái ông mà Hoa Sen hay là một Nam Kim, những công ty thương mại
mua đi bán lại. Ok chưa? Tôi đang nói về cái lĩnh vực tôi đang hiểu nha, lĩnh vực về công nghiệp, sản xuất công nghiệp nặng. Đó, thì cái ông này nè, cái ông lãi gộp này nè, ông phải lớn hơn ông này. Đó, tỷ lệ lãi gộp 50%, tỷ lệ là 17 thôi. Để cho cái phần này nè, nó mới bù đắp cho những cái chi phí khổng lồ của công ty sản xuất này. Tại vì hồi nãy tôi nói là khi mà một công ty sản xuất này nè, là nó cần vốn rất là nhiều và số lượng nhân viên của nó rất là nhiều. Thì cái ông này nó phải đủ lớn thì nó mới bù đắp cho những cái chi phí đó chứ. Chứ bây giờ các bạn kêu mà nó nhỏ hơn ông này nữa thì nó lỗ chắc luôn. Đó, đó là ý tôi hiểu nó như vậy. Nhưng mà đại đa số nó là như vậy các bạn. Nha, công ty sản xuất thì cái tỷ lệ lãi gộp của nó sẽ cao hơn công ty thương mại. Rồi. Đó, thì các bạn có thể so sánh nó là như vậy các bạn. Rồi bây giờ quay lại chỗ này, nhìn vào hai sổ đây. Ví dụ các bạn làm ở công ty mà các bạn thấy mà các bạn lấy giá bán nè, mà các bạn trừ cho giá vốn nè, giá bán nè các bạn, rồi giá vốn nè, hai cái này mà nó chênh lệch nhau ít á, nó là một dấu hiệu không? Ví dụ đây là 9.500, mà cái chỗ đây là tới 9.400. Đó, nó có 1 đồng thôi, lãi gộp nè. Lãi gộp nè. Rồi từ đây mình suy ra tỷ lệ lãi gộp nè. Nó là bao nhiêu? Đó, nó rất là ít như thế này. Thì đây cũng phải là một dấu hiệu không? Các bạn công nhận tôi không? Ủa? Tại vì sao? Tại vì tất cả nó đều có một cái tỷ lệ lãi gộp ở cái ngành của mình. Các bạn có hiểu không? Ủa? Cái tỷ lệ lãi gộp này ở cái ngành của mình nó phải kinh doanh ra nó phải là bao nhiêu phần trăm? Hiểu không? Ủa? Nó phải là bao nhiêu phần trăm thì nó mới ok được. Chứ còn 1% vậy sao mà bù đắp được? Tôi còn chi phí, tôi còn chi phí bán hàng, chi phí quản gì, quản lý rồi chi phí lãi vay nữa, ba la rất là nhiều chi phí, thì cái số này có 100% sao mà bù đắp được mấy ông này. Cái này thì là kinh doanh lỗ. Ý là tôi nói đó, đây là một cái dấu hiệu để các bạn lập ra cái bảng so sánh giữa doanh thu và giá vốn của từng mặt hàng. Mà các bạn để ý những cái công ty nào mà bán những cái mặt hàng nào mà không có chính sách bán hàng á, hiểu không? Vâng. Tức là cũng là mặt hàng đó, bán cho ông A thì giá khác, bán cho ông B thì giá khác, bán cho ông C thì giá khác. Tức là bán tùm lum giá, nghĩa là muốn viết theo kiểu nào viết. Hiểu không? Vâng. Các bạn không tin, bây giờ các bạn đi mua xe hơi đi. Các bạn vô VinFast đi, hay là vô Toyota, hay là vô đâu, đố bạn biết xe nó có chênh lệch, nó có chênh lệch nhiều không, hay là không chênh lệch luôn, hay gì sao? Đố bạn. Các bạn suy nghĩ, ví dụ như các bạn mua đi mua xe Airblade của Honda đi, nó có chênh lệch không? Có. Hả? Có. Cùng đó. Có giữa các đại lý đúng không? Vâng. Đúng à. Đó là chính sách bán hàng của người ta, nhưng mà chênh lệch nhiều không? Không nhiều, ít. Không có nhiều, 1-2 triệu là cao lắm luôn đó các bạn. Đó là chính sách bán hàng của người ta. Công ty phải có chính sách bán hàng, các bạn công nhận thôi không? Vâng. Nó phải có chính sách giá. Là bán. Đúng rồi. Chứ bây giờ cũng các bạn mà vô kiểm tra mà các bạn cứ nhìn trên tờ hóa đơn viết giá bao nhiêu lấy bao nhiêu, nhìn trên hợp đồng bao nhiêu lấy không. Cho tôi chính sách giá của từng thời kỳ có chữ ký của sếp đàng hoàng. Đúng rồi, tùy giá, tùy vùng miền nữa thầy, ví dụ như ở mà đó thì giá khác, ở thành phố thì giá khác. Thì đó. Do thì cái nhu cầu, mức nhu cầu chênh nhau một tí thôi. Đúng rồi. Tại sao phải có chính sách giá? Mình học rồi. Tại sao phải có chính sách giá? Hả? Nói đi. Tại sao? Suy nghĩ coi. Bởi vì cái mức thu nhập của mỗi vùng thành phố nó khác nhau á thầy, cho nên mình không, em đi xa quá, mình đi rất là bình thường thôi. Mình đi giống như kế toán của mình thôi, tôi dạy như vậy thôi, chứ mà em đi hồi nãy xa quá nha Phương. Đi bình thường thôi. Công ty có phòng kinh doanh, có nhiều ông kinh doanh không? Nhiều. Vậy muốn quản lý được thì phải làm sao? Phải có quy trình quý.
Vâng, có quy trình, có quy định, có chính sách giá riêng. Vâng. Quy trình quy định đó là chính sách giá đó, quy định đó nó nằm trong quy trình quy định để quản lý mấy ông bán hàng, hiểu không? Vâng, ông có, ông ấy bán phá giá thị trường người bán đủ các thứ, bán tùm lum thì có kiểm soát được không? Không, không, không phải kiểm soát, phòng nào cũng có cơ sở để kiểm soát đấy các bạn ơi. Chứ ông thôi, ông trưởng phòng ông kiểm soát mấy ông nhân viên bán hàng kiểu gì? Ông giám đốc ông kiểm soát mấy ông kiểm soát ông trưởng phòng bán hàng ông kiểm soát bằng kiểu gì? Có phải chính sách giá là do ông sếp quyết định không, đúng không? Vâng, từ từ ông trưởng phòng mới triển khai lại xuống mấy ông nhân viên, đúng không? Khi có sự khi có sự thay đổi thì phải thông báo, đúng không? Đúng. Kế toán có tiếp nhận được mấy thông tin đó không? Có. Có. Mới để kiểm soát giá khi người ta ký hợp đồng, là khi người ta ký hợp đồng bán xe nó có nằm trong cái khung giá nó hay không? Kế toán là kiểm soát mà kiểm soát là phải có căn cứ. Vâng. Căn cứ. Thì mấy cái thông tin quy trình quy định của tất cả các phòng ban liên quan tới số tiền là kế toán phải nắm. Chứ là các bạn làm ở công ty, trời ơi, không biết ông phòng bán hàng ra chính sách bán hàng hay là chính sách khuyến mãi gì các bạn không biết luôn, thì có kiểm soát được không? Không. 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 Các bạn ví dụ như các bạn thấy, các bạn đọc, khi các bạn đọc vô cái gì, khi mà có chương trình khuyến mãi đó thì phải làm thông báo với Sở Công Thương đó, trong chậm nhất là 7 ngày chẳng hạn, thì cũng có viết hóa đơn nó sẽ khác à. Còn các bạn mà làm sao có chương trình khuyến mãi mà không thông báo thì lúc đó sẽ viết hóa đơn khác à. Như vậy là cái đó các bạn phải nắm để các bạn tư vấn cho ông nào vấn ông bán hàng vấn. Ông, khi các bạn mà có những cái thông tin bán hàng khuyến mãi ở tháng này chạy doanh số như thế nào đó, để đẩy doanh số cao lên thì có chương trình khuyến mãi như thế nào đó, thì phòng kế toán phải nắm những cái thông tin này để mà tư vấn đăng ký Sở Công Thương, để lúc đó tôi viết hóa đơn nó khác. Còn ông phòng bán hàng cứ âm thầm làm, không có đùng một cái tự nhiên cái kế toán mới biết là sự việc đã xảy ra chưa? Rồi. Xảy ra rồi. Thì khúc này nó làm sao? Trên lạc. Nè, tôi nói là khi các bạn làm kế toán mà các bạn không có thu thập thông tin kịp thời thì lúc đó là các bạn mất kiểm soát, đúng không? Vâng. Như vậy là kế toán là thông tin, quy trình quy định phải nắm ở trong công ty, tất cả các phòng ban, quy trình quy định của tất cả các phòng ban mà nó liên quan tới số tiền. Ủa, có phải kế toán là ghi sổ là ghi số tiền không? Vâng, ghi tiền, ghi lượng, ghi tiền, ghi loại mặt hàng, ghi tiền mà trước sau cũng quy ra tiền mà. Nên phòng ban nào mà ban hành quy trình quy định mà liên quan tới số tiền là kế toán phải nắm hết, hiểu ý tôi nói không? Ủa đó, vậy đó. Rồi qua đây nắm được chưa? Qua đây dạ, rồi. Hay là từ nãy gì tôi nói giống như trên mây hả? Lớp mình hôm nay học trầm vậy. Các bạn có hiểu ý tôi nói từ nãy giờ không? Hay là từ nãy tôi nói cao siêu quá, các bạn không có phản ứng gì hết. Tôi không biết các bạn có hiểu không. Các bạn hiểu không? Nói mở mic lên nói cho tôi nghe. Có này. Hình như lớp này chỉ có bạn Nguyệt rồi bạn Quý, bạn Phương Vũ rồi học thôi sao? Mấy bạn kia không nghe luôn, không nghe tin luôn. Như vậy cái chỗ cái tỷ lệ lãi gộp cái chỗ này là các bạn, cái chỗ này quan trọng không các bạn? Đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng. Đây là có nhìn vào chứng từ không? Khi mình tính không. Ra khi mình tính ra cái này là có nhìn vào chứng từ không? Không, nhìn vào sổ sách. Không, nhìn vào chứng từ, nhìn vào sổ sách. Nhìn vào sổ sách cũng có phát hiện ra gian lận. Còn nhìn chứng từ là trong trường hợp hồi nãy là cái vụ chi phí tiền thuê nhà chẳng hạn đó, nó có nhiều ý. Hay là các bạn làm ở công ty mà liên quan tới vấn đề xuất nhập khẩu á, nhập hàng xuất hàng á, thì nó có chi phí cho hải quan không? Có. Vâng. Như vậy nếu các bạn làm ở công ty hệ thống một sổ thì các bạn sẽ thấy chi phí chung chi, đúng không? Chi phí nhiều mà. Có phải có chi phí chung chi không? Có.
Có, nhưng mà bây giờ các bạn dòm ở công ty liên quan đến xuất nhập khẩu mà các bạn không thấy chi phí chung chi luôn, các bạn thấy hóa đơn đỏ không? Thì điều đó nó đang làm cái gì? Sai. Thiếu. Thì cái đầu đó nghĩa là nó đang lấy những cái chi phí chung chi đó, nó bùa phép đi mua hóa đơn. Hiểu chưa? Hóa đơn vận chuyển, hóa đơn xăng dầu nữa, các bạn tập trung vô mấy chỗ đó các bạn sẽ thấy bất thường mấy chỗ đó. Hiểu ý tôi nói không? Có. Còn không những người kế toán khác mà cũng làm hệ thống một sổ luôn. Cái trường hợp mà tôi vừa nói cũng làm hệ, cái trường hợp nãy tôi nói là công ty liên quan tới vấn đề xuất nhập khẩu mà các bạn không thấy chi phí chung chi, mà treo không thấy chi phí chung chi nhưng mà thấy toàn hóa đơn đỏ không, thì đây là một dấu hiệu công ty cũng có thể là một sổ nhưng mà là đi bùa phép hóa đơn. Tức là ví dụ như chi cho hải quan là 20 triệu thì cũng vẫn ghi là, cũng vẫn ghi là có của 111 là 20 triệu, nhưng mà nếu mà tôi mà ghi mà chi hải quan luôn thì tôi ghi nợ 811 là chi phí chung chi là 20 triệu. Vậy đúng hay sai? Đúng hay sai các bạn? Đúng. 811 hay là 641 hay 642 gì đó không quan trọng, là tôi ghi rõ là chi phí, chi phí ngoài luôn được không? Tôi ghi là chi phí ngoài. Rồi. Vậy là nếu mà các bạn dòm ở trong công ty nào mà liên quan đến xuất nhập khẩu mà nó ghi chi phí ngoài ghi như thế này, để các bạn đánh giá là công ty này chắc chắn là mấy sổ? Một sổ. À. Còn nếu mà các bạn không thấy chi phí ngoài này mà các bạn thấy hóa đơn giá trị tăng không, nhưng nó tập trung vô chi phí vận chuyển và xăng dầu, thì các bạn thấy như sao? Đánh giá khúc này các bạn đánh giá như sao? Là 20 triệu luôn. Thì khúc này các bạn đánh giá công ty này mấy sổ? Hai sổ. Cũng có thể là một sổ nhưng mà làm sao? Người ta xử lý chứng từ. Xử lý chứng từ, cái đây gọi là xử lý chứng từ chứ không phải là hai sổ. Nó cũng vẫn là một sổ nè, các bạn thấy không? Nó bản chi ra nè. Nhưng mà nó xử lý chứng từ không đúng bản chất nghiệp vụ thôi. Các bạn có hiểu không? Cái đây là nghiệp vụ cũng có thật mà. Thay vì đây là 20 triệu, đây là chi phí. Chi phí ngoài, nhưng mà nó đi lấy hóa đơn xăng. Hóa đơn xăng gì? Xăng dầu. Xăng dầu thì nó cũng vẫn là chi 20 triệu mà. Nhưng mà nó sai gì? Sai bản chất chi? Sai bản chất chi phí và hành vi mua hóa. Mua hóa đơn. Đó. Còn ví dụ như là chi phí xăng dầu. Ví dụ như các bạn chi là 50 triệu. Chi thực tế 50 triệu mà lấy hóa đơn xăng dầu có 20 triệu nên nó ghi chỗ này 20 triệu thôi. Thì cái đây mới gọi là hai. Thực tế nó chi là 50 triệu nhưng mà nó lấy hóa đơn xăng dầu có 20 triệu nên nó ghi sổ 20 triệu. Thì đây mới gọi là mấy sổ? Hai sổ. Hoặc là các bạn thấy như thế này. Ví dụ như là chi ngoài như vậy, nó chi ngoài như vậy á, nó không ghi cái ghi vào chi phí mà nó treo tạm ứng của một ông nào đó. Cái con số là ông A đây, cái ông A đây là ông chuyên gia xuất nhập khẩu nè. Chuyên gia xuất nhập khẩu nè. Đó, các bạn thấy là ông chuyên gia xuất nhập khẩu này hay treo tạm ứng với ông này đi làm xuất nhập khẩu. Là con số này nó lên là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, nó cứ nó tăng đều như vậy. Tức là ổng lấy hóa đơn chưa kịp. Tức là có chi phí thuê ngoài, ở có chi phí ngoài. Nhưng mà đang treo tạm ứng. Bởi vì sao đang treo tạm ứng? Bởi vì ổng lấy hóa đơn kịp thời chưa? Không kịp thời. Ổng chưa hóa giải được chi phí đúng không? Vâng. Vậy là hạch toán đây là hạch toán sai bản chất đúng không? Vâng. Ví dụ ông này nghỉ đi sao? Giải quyết được không? Không. Ông này mà nghỉ cái là cái người mà đang làm kế toán đây là chết dở luôn nè. Không biết ai mà bù phép lại luôn nè. Các bạn có hiểu không? Vâng. Ví dụ ông chuyên gia xuất nhập khẩu đi. Ông đang nợ 3 tỷ. Bây giờ là 3 tỷ này đã chi chưa nè? Chi rồi. Đã chi ngoài chưa?
rồi chi rồi thì cái ông chuyên gia này ông có đang giữ 3 tỷ không? Không. Không. Vậy mình học tôi dạy, nếu mà tôi dạy thì 3 tỷ đây nó là chi phí bởi vì nó không mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai, tại vì 3 tỷ này nó đã nằm trong tay của một người khác chưa? Rồi ạ. Rồi thì mẹ phải là nợ 811 hoặc là 641 hoặc là 642 nó mới là đúng, vì nó không mang lại lợi ích cho tháng sau nữa, nó mới là đúng. Còn ông treo 141 đây thì rủi ro. Rủi ro gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì nè? Rủi ro là không đầy đủ chứng từ để hạch toán. Thứ nhất là Mr. A nghĩ vậy. Thì việc thì ai bù? Thì xử lý làm sao? Không biết kế toán xử lý sao thì xử lý làm sao? Ai dám? Ai cái khúc này có khi nào nhiều kế toán xử lý như nào bạn? Nợ 141 chuyển qua một cái Mr nào đó, Mr B. Mr B có dám nhập không? Các bạn có dám nhận không? Không, chịu. Chịu thua, các bạn kêu thôi bây giờ anh nghỉ rồi, bây giờ anh treo tạm ứng lại cho em được không? Các bạn kêu, được. Không. ví dụ như vậy đi, không phải là kế toán đang làm như thế này chứ mình lộn. 141 Mr chuyên gia, Mr A. Đó. Vậy là đúng hay sao? Ví dụ các bạn dòm trong cái sổ sách á, mà các bạn dòm sổ 141 nè, các bạn thấy nghiệp vụ này nè, nó bù phép o là 3 tỷ khi ông này nghỉ việc, khi ông này nghỉ việc cái kế toán là đảo tạm ứng như thế này, để các bạn biết chắc là hai sổ luôn, chuyển tạm lợi sang công khác, hiểu không? Còn không, ví dụ dòm đây tiếp nè, ví dụ các bạn thấy 3 tỷ đúng không, các bạn in cái sổ ông B hay ông A ra nè, in cái sổ này ra nè, các bạn kiểm tra chứng từ, các bạn sẽ thấy cái trường hợp như thế nào để mình nghi ngờ nè. Ví dụ đây là công ty xuất nhập khẩu mà các bạn không thấy chi phí ngoài, mà các bạn cứ thấy là treo tạm ứng thế nè, thì các bạn in cái sổ 141 này ra của ông chuyên gia này ra, các bạn dò nghiệp vụ, các bạn nhìn vào chứng từ, các bạn sẽ thấy cái gì thì các bạn sẽ là một cái dấu hiệu để cho các bạn biết là đang là hai sổ. Hả? Sao dấu hiệu sao? Chứng từ nó chỉ có ghi chung chung thôi, nó ghi là tạm ứng thôi các bạn. Các bạn có hiểu không? Như vậy là chứng từ á mà càng chung chung, đó là một dấu hiệu làm tùm bậy. Các bạn đồng ý quan điểm tôi không? Dạ. Yeah. Các bạn làm kế toán không có nội dung chi tiết. Các bạn làm kế toán thì tôi đã nói với các bạn làm sao mà càng chi tiết càng gì? Càng tốt. Càng tốt. Đứng ở năm 2022 nhìn vào năm 2019 mà hiểu luôn thì người đó là người làm kế toán, đó là tốt. Không phải là tốt nhưng mà rõ ràng. Chi tiết. Chi tiết rõ ràng là hiểu. Đó mới là bộ chứng từ đầy đủ như là như vậy. Còn mà các bạn cứ ghi chung chung như vậy, điều đó nghĩa là có vấn đề mới ghi chung chung. Các bạn có hiểu không? Đó. Ghi chung chung tôi hiểu gì trên này mà tôi kiểm tra. Đó. Cái gì mà chung chung là mấy cái đó là mệt lắm. Mấy cái tài khoản này nè, kế toán nè, các bạn kế toán hay bù phép mấy tài khoản này nè. Các bạn hay kiểm tra mấy tài khoản này. 141 1388 111 hay bù phép, 242 đó hay bù phép, ví dụ mấy ông này 241 811 đó. Hàng tồn kho đó, mấy tài khoản này, nói chung là bù phép hay bù phép hay đấy vậy, 3388 đó, treo linh tinh. Ừ, nói chung là mấy cái gì, mấy số này mà càng lớn nữa là mệt đúng không ạ? Mấy số này mà càng lớn là cũng có vấn đề, hiểu chưa? Mai mốt học tôi báo cáo chính, tôi sẽ chỉ với bạn cách kiểm tra từng tài khoản, làm sao biết nó đúng hay sai, làm sao nhìn vô biết. Ủa?
cái sổ tài khoản bên em, cái tài khoản 1388 treo 19 tỷ. Không có chi tiết của ai. Nó tùm lum tà la quăng tùm bum bậy tùm bạ đó luôn. Rồi, quay lại bài toán này. Mai mốt các bạn học tới phần báo cáo tài chính tôi sẽ nói về cách kiểm tra mấy cái tài khoản cho các bạn xem. Còn hôm nay tôi hôm nay học từ nãy giờ các bạn có hiểu sơ sơ không, không? Có nắm được cái ý của cái từ nãy tôi trình bày không? Hay từ nãy giờ loạn xạ hết? Các bạn cũng hơi loạn xạ. Hơi loạn hơi, xạ. Hơi rối. Hơi hơi rối cái chỗ nào? Bây giờ các bạn nói đi, tôi các bạn ví dụ các bạn bị bệnh, các bạn vô khám bác sĩ các bạn phải nói bệnh chứ. Bây giờ các bạn bị bệnh, các bạn vô bác sĩ các bạn nói bác sĩ khám bệnh cho em. Ủa bác sĩ thánh thì các bạn bác sĩ khám được. Bạn phải nói bệnh gì? Tôi đau răng thì ông sẽ khám đau răng. Nào? Tôi đau răng thì không khám răng, tự nhiên khám bệnh, khám gì? Thì các bạn nó khó hiểu chỗ nào các bạn nói đi, tôi chữa cho. Nói. Nghe cái phần mà lãi gộp với tỷ lệ lãi gộp với lại. À, nói là chỗ này đúng không? Dạ. Bây giờ nè, lãi gộp thì bằng doanh thu trừ giá vốn, chỗ này hiểu chưa? Dạ. À, rồi. Doanh thu thì bằng số lượng bán nhân cho gì? Đơn giá nhân ra bán. Nhân giá bán. Còn giá vốn bằng số lượng bán nhân giá gì? Giá thành. Giá thành đúng rồi. Số lượng bán nhân giá thành. Nhân giá thành. Như vậy giá thành khác giá vốn chỗ nào? Hả? Giá vốn tức là bằng, tức là đã bán ra chưa? Đã bán ra rồi. Còn giá thành, giá thành và giá bán là tính trên một đơn vị sản phẩm thôi. Giá thành và giá bán là tính trên một đơn vị sản phẩm. Rồi hiểu chỗ này chưa? Tức là công ty của các bạn mà chưa bán ra ngoài, các bạn sản xuất ra được một cái sản phẩm A mà chưa bán ra ngoài. Ví dụ như các bạn sản xuất ra 10 sản phẩm A. Sản xuất ra này. Và giá thành sản xuất ra 10 sản phẩm A và giá thành là 20. Sản xuất 10 sản phẩm A và giá thành 20. Thì các bạn ghi chưa bán ra ngoài nha. Thì các bạn ghi nợ gì có gì. Hôm bữa có học sơ sơ qua rồi đó. Các bạn sản nợ xuất 155. Các bạn sản xuất ra cái sản phẩm A này là 10. Và các bạn tính ra được cái giá thành là 20. Giá thành đây là giá thành trên một đơn vị sản phẩm A. Rồi. Thì hôm bữa cái phần giá thành tôi có nói sơ chưa? Tôi nói kỹ chưa? Hôm bữa phần giá hôm bữa phần giá thành tôi dạy cũng hơi bị kỹ rồi đó. Mới một phương pháp thôi. Sản xuất mà chưa bán ra được thì phải nhập kho là ghi nợ một năm. Một năm năm. Có một năm. Một năm tư. Một năm tư. Đó. Bằng mấy nhân mấy? 10 nhân 20. À, 10 nhân 20. Rồi. Bằng 10 nhân 20. Rồi. Đây. Vậy khi mà ổng bán ra được rồi. Ví dụ như đây là 10. Giá thành 20 thì bán ra được rồi. Thì ngay chỗ này giả sử bán 10 luôn. Giả sử bán ra 10 luôn thì giá vốn là mấy? 20. Là bằng số lượng bán là 10 nhân giá thành là mấy? 20. Đó, đây cũng là trở thành giá vốn. Nhưng mà cái đây là giá thành của mình là 20. Thì bây giờ giá bán của mình là mấy? Giá bán các bạn có thể cho đi. 21. Giá bán tức là chính sách bán hàng. Các bạn có hiểu không? Yeah. Giá bán là chính sách bán hàng công ty. Giá bán cũng là tính trên một đơn vị sản. Sản phẩm. Đúng rồi. Giá bán tức là chính sách bán hàng. Ví dụ các bạn vô siêu thị, các bạn vô điện máy xanh, các bạn thấy đó, giá cái máy lạnh Panasonic 10 triệu. Thì nó gọi là giá bán. Nó chưa bán ra.
giá bán là tính trên một đơn vị sản phẩm. Rồi vậy đây là 30, ví dụ như vậy. Thì cái chỗ đây doanh thu sẽ là mấy? 300. 10, đọc cho người ta hiểu, đọc dễ không hiểu 10 luôn. 10 nhân 30. À, đọc như vậy đó, tôi thích như vậy. Kế toán là chi? Chi tiết. Là, vâng. Đúng rồi, kế toán là chi tiết. Kế toán càng nhiều chứng từ càng tốt. Cái đó là nguyên tắc vậy chứ không phải lúc nào cũng nhiều chứng từ tốt. Hôm bữa tôi có nói rồi, nhiều chứng từ đôi lúc nó rườm. Rườm là rối rườm thừa. Rườm là rối. Các bạn đi làm thủ tục hành chính đi, các bạn thấy người ta rườm rà không? Các bạn rà. Các bạn ngồi đợi lâu các bạn thấy rườm rà không? Nhưng có rườm rà bực bội. Các bạn đi làm với thẻ mà căn cước cái gì chứng minh nhân dân, thẻ chip gì chưa? Rồi ạ. Thì các bạn có thấy đôi lúc nó bị rườm rà gì không? Cũng có rườm rà. Ví dụ thôi, các bạn mà vô ngồi đợi phút mà lăn băng tay ngồi kêu cái gì tay của em bị mồ hôi. Thôi làm không được, đi về, đi qua chỗ khác. Máy đây máy cũ gì ví dụ. À, trước đó nó thông báo cho mình về tay anh chị là mồ hôi ấy, thì đi về qua chỗ nào đúng không, cho mình ngồi đợi một tiếng đồng hồ vậy á, hồi tới văn tay cái nó kêu tay mồ hôi, tay mồ hôi lăn không được đó, bực không bực thù, ngồi tiếng ông thông báo ông kêu tay mồ hôi thì đi qua chỗ khác đi, không nói ngồi tới nói vậy đó, mệt vậy đó, nó gọi là rườm rà đó. Thầy đi làm vân tay xong. Rồi. Rồi bây giờ dọn đây. Đây. Thì nó ra nè đó các bạn. Thì các bạn lấy doanh thu nè. Các bạn trừ giá vốn nè. Nó là lãi gộp. Đó. Lấy doanh thu trừ giá vốn gọi là lãi gộp. Mình lấy cái lãi gộp mình chia cho doanh thu. Thì nó ra tỷ lệ lãi gộp. Tức là 33% của cái gì? Của doanh thu. Của doanh thu. Là tỷ lệ lãi gộp. Rồi hiểu chưa? Dạ. Dễ hiểu tỷ lệ lãi gộp chưa? Như vậy các bạn, con số này mà công ty nào mà càng lớn thì càng tốt hay xấu? Tốt. Càng tốt. Đó vậy đó. Càng lớn càng tốt. Như vậy á, tôi vô công ty của các bạn mà tôi làm mấy cái động tác này nè, tôi thấy các bạn là 1-2% thôi. Vậy là sai hay đúng? Các bạn đang làm như vậy là sai hay đúng? Sai. Quá bất hợp lý. Ý là một cái dấu hiệu phân tích quá bất hợp lý. Không, công ty nó 1-2% sao mà xấu? Trốn thuế. Đúng rồi. Tức là khúc này các bạn viết hóa đơn á, khúc này nè. Có dấu hiệu thứ nhất á là viết hóa đơn ở chỗ giá bán cái nè sao? Rất thấp. Ví dụ giá bán là 30 nhưng tôi viết hóa đơn là có 21 thôi. Các bạn có hiểu không? Vâng. Đây giá thành, giá thành 20 nè. Người ta sản xuất ra 10 nhưng người ta bán cái số lượng thấp đi. Cái đó thì tôi đang nói cái về cái giá bán, còn cái vấn đề kia là vấn đề về 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 chốn doanh thu. Vâng. Đây mình đang nói chỗ đây nè. Đó. Tức là công ty không có chính sách bán hàng, không có một cái khi vô kiểm tra không có chính sách bán hàng. Kế toán muốn viết hóa đơn, muốn làm cho cái lợi nhuận nó giảm á. Nè. Muốn làm lợi nhuận giảm. Đó, kế toán cứ viết giá bán cao hơn giá thành có tí xíu thôi. Đó. Thì nó ra như thế này các bạn. Các bạn có thấy hiện tại cái trường hợp này nhiều không? Cái trường hợp mà viết giá bán, kế toán muốn viết sao viết. Là những cái công ty này tức là bán mà không viết, không xuất hóa đơn cho khách hàng. Hay là có xuất hóa đơn cho khách hàng mà viết theo ý của mình. Nó nhiều tình huống đó các bạn ơi. Vậy là không có đúng. Nói chung làm vậy là không có đúng. Dồn cái kỹ thuật. Các bạn cứ làm. Và tôi là một người thanh tra kiểm tra. Tôi dồn vô tôi biết các bạn đang làm đúng hay sai. Đó là kỹ thuật. Rồi như vậy các bạn hiểu thầy, như là... Thầy cho em hỏi này với thầy. Ừ, nói đi. Em thấy á, là có những trường hợp là... kế toán xuất hóa đơn cho người cho khách hàng thì cái giá đó có thể là thấp hơn so với giá hiện tại bán cho người khác, ừ. Nhưng mà tiền thì
vẫn không đúng. không vâng không không chứng khoán một phần thì nó không có chứng khoán vào hết công ty, trong tài khoản công ty, nhưng mà sẽ chứng khoán vào cái người mà ở trong công ty thôi. Ừ. Thì cái trường hợp Chuyển khoản có nghĩa là viết hóa đơn 30 triệu nhưng mà chuyển khoản cho công ty 15 triệu. Rồi sau đó chuyển khoản cho cái cá nhân 15 triệu đúng không hay sao? cũng có trường hợp như vậy thôi. Với lại có một phần, có một cái trường hợp nữa là thí dụ như mà bán giá thấp hơn nhưng mà người ta lấy số lượng là nhiều hơn cái thầy Thì đó, hơn giá đó thì đúng rồi. Có nghĩa là canh đó, có nghĩa là ông mua 30 triệu miễn sao tôi viết hóa đơn cho ông đủ 30 triệu thôi, ông đừng quan tâm tới giá. Đó là cũng một, đó là một trường hợp cũng là hai sổ. Hiểu chưa? Đó là gọi là canh canh số lượng để xuất. Hiểu không? Tức là số lượng của mặt hàng này còn rất là nhiều nên đẩy ra. Hiểu chưa? Đẩy Đẩy ra. tồn kho. Ví dụ như em bán cho ông A này có một mặt hàng thôi. Thay vì viết hóa đơn đúng là một mặt hàng là phải 30 triệu. Nhưng mà em không viết một mặt hàng, em viết 10 mặt hàng. Hiểu ý tôi nói không? Có. Đó, nó là như vậy. Là hai sổ. Thì cái khúc đó mà nè dòm kỹ nè, cũng là 300. Nếu mà em viết một mặt hàng cũng là 300, nếu mà em viết một mặt hàng thì giá bán nó phải làm sao? Nó phải cao đúng không? Vâng. Còn đây cũng là 300 nè, mà em viết 15 mặt hàng cũng phải số lượng nó đã tăng lên chưa? Vâng. Tăng lên 15 mặt hàng thì giá bán nó phải giảm tương ứng thì nó mới ra doanh thu của mình 300 chứ đúng không? Vâng. Đó, nó là như vậy. Đây nè, các bạn cứ dồn đây, đây đây là biến số hết. Đây là biến số hết nè. Tăng giảm là nó nằm ở đây luôn nè. Đó. Các bạn muốn điều chỉnh sao là nó nằm ở đây hết. Thôi, đó là những cái dấu hiệu như vậy, tỷ lệ lãi gộp là nắm được chưa? Tỷ lệ lãi gộp nắm được chưa? Không trả lời. Biết cách tính Rồi chưa? ạ. Dạ rồi. Được chưa Xuân Nguyệt? Được Dạ chưa? Được chưa tạm tạm Thúy? hiểu Tạm hiểu nữa, phải này. hiểu luôn chứ tạm cái gì? Thúy hiểu chưa? Hay cũng Không sơ hiểu. sơ. Sơ sơ thôi em bị mất cấp đầu. Đó, đó là tỷ lệ lãi gộp. Công ty nào mà tỷ lệ lãi gộp càng cao là công ty đó càng tốt. Công ty nào mà sau này các bạn học, học về lập bất lập đọc và phân tích bất hành chính đó, là các bạn thấy công ty của mình đó, mà cái tỷ lệ lãi gộp này nè nó tăng hàng năm hoặc là nó duy trì hàng năm, tức là khi các bạn so sánh với công ty của mình nó tăng trưởng rồi nó bền vững hay không, các bạn phải so sánh tỷ lệ lãi gộp này nè, hàng năm nó tăng trưởng đều hoặc là nó giữ một cái mức đó Tăng dần đều. là quá tuyệt vời. Tức là tỷ lệ lãi gộp đây nè, nó giữ đều như vậy là quá tuyệt vời các bạn. Còn công ty nào mà cái tỷ lệ lãi gộp này mà nó giảm dần theo hàng năm, điều đó nghĩ là cái đố bạn biết như sao? Dùng kỹ đi. Nè, nếu mà cái tỷ lệ lãi gộp đây nè mà nó tăng đều thì điều đó nghĩ là làm sao? Là doanh thu nó sẽ tăng tương ứng với lại giá vốn, hoặc là doanh thu tăng cao cao hơn giá giá vốn, tức là giá thành của mình nó sẽ có xu hướng giảm. Nếu mà giá thành của mình có xu hướng giảm thì giá vốn giảm đúng không? Vâng. Nếu mà giá vốn giảm thì cái lãi gộp tăng đúng không? Nếu mà giá vốn giảm thì lãi gộp tăng đúng không? Đúng ạ. Mà lãi gộp tăng thì dẫn đến tỷ lệ lãi gộp tăng. Đúng không? Vì tỷ lệ lãi gộp bằng lãi gộp chia doanh thu mà. Đúng chưa? Vâng, đúng Còn ạ. nếu mà công ty của bạn mà tỷ lệ lãi gộp này nó giảm nè thì điều đó nghĩa là giá thành này là nó tăng nè, hoặc là giá bán nó giảm nè, đúng không? Vâng. Giá bán giảm hoặc là giá thành tăng thì chắc chắn tỷ lệ lãi gộp có xu hướng gì? Giảm thì tốt hay không? Thì từ đây các bạn phân tích nè, tại sao giá bán giảm? Tại sao giá bán giảm? Là các bạn không bán được hàng, các bạn bị nó cạnh tranh nhiều quá, các bạn không bán được hàng nên các bạn giảm, mà các bạn giảm giá bán á, Thì giảm doanh thu.
giảm giá bán là chắc chắn là doanh thu giảm và tỷ lệ lấy gộp giảm. Ví dụ bây giờ đi, các bạn đang bán ở cái chỗ các bạn là các bạn bán trà sữa đi, có mình các bạn bán thôi, các bạn muốn đưa giá bán nhiều các bạn bán cũng bán đúng không, 50.000 ly. Nhưng mà bây giờ cái chỗ bạn nó mở ra 7 cái cửa hàng nữa, các bạn có bán 50.000 không? Tại vì đối thủ nó đang bán 30.000 thì các bạn bán mấy chục ngàn, bán 50.000 nữa hả? Bán dưới 30.000 thì được. Thì khúc đó tỷ lệ lấy gộp tăng hay giảm? Khúc đó tỷ lệ lấy gộp của bạn tăng hay giảm? Giảm. Giảm nha. Chắc chắn là giảm rồi, từ bán 50.000 mà bán giờ bán 30.000 giảm đúng rồi còn nữa. Vì các bạn bị đối thủ cạnh tranh quá nhiều thì xu hướng của các bạn nhiều khi các bạn còn âm luôn không chừng. Hiểu ý tôi nói không? Có. Đó, cái đó mai mốt mà các bạn học tới gọi là đọc và phân tích mới có là chính. Nó là như vậy, các bạn mà lên cái level đó mới là ok. Chứ mình level mà các bạn, tôi đang chỉ cho các bạn là cái level gì biết không? Level thấp nhất. Hả? Không, không phải thấp level mà tôi đang chỉ cho các bạn là level cao hơn những cái người gọi là chỉ biết nợ có thôi đó. Không có biết bản chất, không có biết kiểm soát. Các bạn phải làm cái động tác kiểm soát chứ. Các bạn không hiểu kiểm soát mà các bạn suốt ngày ghi nợ có không thôi. Cái đó, cái người mà ghi, cái người mà ghi nợ có không thôi, cái đó gọi là ghi sổ thôi các bạn. Cái đó mới gọi là thống kê thôi. Còn các bạn lên cái level kiểm soát nghiệp vụ, biết xử lý tình huống, cái level đó là level cao hơn người ghi sổ, cao hơn người ghi nợ có một bước. Ghi sổ là sự việc nó đã xảy ra chưa? Ghi nợ có là sự việc nó đã xảy ra chưa? Ra rồi. Ra rồi, tức là bộ chứng từ đã hoàn thành chưa? Đã hoàn thành rồi. Thì cái level đó là bình thường. Như vậy trước khi mà hoàn thành thì các bạn phải qua một cái kiểm soát, là cái level nó cao hơn cái người ghi nợ có. Yeah, hiểu không? Yeah. Trước khi mà có bộ chứng từ hoàn thành để ghi nợ có thì các bạn đã qua một cái thủ tục là kiểm tra kiểm soát. Phải căn cứ vào quy trình quy định. Đúng không? Nói cho tôi một cái thôi. Yeah, đúng. Tôi bỏ thời gian ra tôi nói mà các bạn không cái thanh kiều tôi một cái như vậy. Hả? Thanh kiều thầy. Các bạn phải lên cái level đó là ok rồi, là nó đã vượt một bậc rồi, các bạn hiểu về bản chất, nắm được cái đó, kế toán là căn cứ đó. Các bạn nắm mấy cái chỗ đó là các bạn đã một cái level rồi. Rồi xong cái động tác mà ghi sổ rồi ra báo cáo rồi á, thì các bạn tới một cái động tác là phân tích, đọc những cái con số đó, đọc những cái con số đó mà nó nói lên được ý nghĩa là ok, là cái level cao hơn. Được chưa? Giống như hồi nãy các bạn thấy dồn trên đây nè, đây cũng gọi là đọc một con số nè, đây là đọc là level cao nè, đây là đọc nè, dồn đọc nè, mấy tỷ? Dồn 10. 10 tỷ, các bạn đọc nè, đó bà đọc, vậy là tiền mặt 10 tỷ tại ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mà các bạn thấy ngay chỗ này ghi 10 tỷ, điều đó nghĩ là nó như thế nào? Cái đây là phải căn đối kế toán này, các bạn phải hiểu là tại ngày 31 tháng 12. Cái số dư nè, các bạn hiểu ngay chỗ đây là gì nè? Vẫn còn tồn. Tức là nó đang ở trong két sắt là mấy tỷ? 10 tỷ, phải hiểu là như vậy cái đã. Đó, phải hiểu nó như tức là tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 trong két sắt của mình đang có 10 tỷ. Đó là mình phải hiểu nó là như vậy. Đó là cái level hiểu. Level cao hơn cái level kiểm soát một tí. Rồi xong tiếp nè. Tiếp nè các bạn. Nhưng các bạn dồn ở dưới này. Dồn dưới này các bạn thấy vay mấy tỷ? Vay mấy tỷ các bạn? Vay 1 tỷ. Như vậy là các bạn đọc ra được cái vấn đề chưa? Có tiền mà vẫn đi vay, điều đó nghĩa là một dấu hiệu công ty đang làm hai đó là một cái level đọc nữa đó, level đọc đó, đọc ra cái phát hiện công ty này đang gian lận,
Hiểu không? Có hiểu không? Hiểu Đó, rồi. các bạn lên cái level đó nữa là ok luôn. Được chưa? Tức là nhìn vào con số, đọc được công ty này mạnh yếu chỗ nào, có gian lận hay không. Tức là đọc những cái số liệu đó, biết công ty này đang có rủi ro gì, công ty này có làm gian lận hay không, tức là hai sổ hay không, công ty này có tăng trưởng trong tương lai hay không, hay công ty này hết tăng trưởng. Hiểu ý tôi nói không? Ví dụ các bạn đang làm kế toán của công ty của bạn, các bạn có biết được là trong tương lai công ty có tăng trưởng hay không, các bạn biết không? Ví dụ không đọc số liệu mà các bạn cảm nhận là công ty trong tương lai có tăng trưởng hay không, biết không? Không, các bạn biết không? Phải đọc số liệu rồi mới nhận định được chứ. Không, đọc số liệu là một phần, đọc số liệu là một phần đó, cái... có biết mình phải đọc chiến lược, mình phải đọc trong cuộc họp rồi mình biết chứ. Mình tự cảm nhận cái ngành nghề của mình am hiểu nó có tăng trưởng không, biết chứ, đúng không? Biết không? Biết không các bạn? Biết. Các bạn đang làm lương của các bạn 7 triệu. Các bạn có biết trong 5 năm nữa lương của mình lên 20 triệu không? Biết không? Hay là kêu không biết? Biết thì. Biết. Nó là tăng trưởng bền vững, nó là tăng trưởng đó. Hay là các bạn kêu lương tôi em đang 7 triệu. Trời ơi, với cái tình hình như thế này chắc lương các em xuống còn 5 triệu. Biết không? Biết không? Có biết là từ, có biết các bạn lương của bạn từ 7 triệu xuống 5 triệu các bạn biết không? Biết. Với cái tình hình công ty như thế này có thể mất việc luôn, biết không? Biết. Sao không biết? Trời ơi, tức là mình đọc số liệu luôn. Và với tình hình ở hiện tại của công ty, mình biết được tương lai trong vòng 5 năm nữa nó như thế nào, biết chứ không biết. Đó là level cao. Bây giờ dịch vậy này. Đúng rồi. Bây giờ là dịch. Đúng rồi, bây giờ dịch thì cái ngành nghề nào là các bạn biết rồi. Hàng không, yeah. Dịch vụ, đó, mất việc không? Biết không? Lương giảm không? Biết không? Biết. Biết cái xong biết rồi, tương lai đó. Nhưng mà ví dụ như hết dịch, các bạn biết cái ngành của mình nó tăng trưởng lại, biết không? Biết luôn. Biết. Đó, các bạn mà làm như vậy luôn, rất là tuyệt vời. Đọc số liệu ở công ty, nắm tình hình hiện tại, đọc tất cả những cái báo rồi đó, người ta dự trù kiến thức nhiều vô, kiến thức của cái ngành nghề của mình nhiều vô, kiến thức vĩ mô nữa, các bạn nắm càng nhiều vậy là các bạn biết được tương lai của công ty mình như thế nào, biết không? Biết không các bạn? Đố các bạn biết hiện tại, ví dụ trong tương lai sắp tới những cái ngành nghề nào sẽ tăng trưởng, sẽ phát triển, các bạn biết không? Biết không? Nếu mà các bạn có kiến thức, các bạn biết, biết không? Biết. Ví dụ bây giờ ngành nghề taxi truyền thống thì có còn tồn tại không? Không. Dạ không. Không. Các bạn thấy mấy ông xe ôm có còn tồn tại không? Dạ không. Không. Còn nhưng mà hiếm. Thì đó gọi là đang giảm dần, đang giảm dần. Vậy tương lai sẽ là Grab, đúng không? Xe ôm công nghệ, đúng không? Dạ. Đó, nó là như vậy đó. Nó là như vậy đó. Đúng là ok. Hiểu chưa? Để mình biết được là trong tương lai cái ngành nghề nào nó sẽ là phát triển, thì các bạn đầu tư là các bạn biết mấy cái công ty đó là chắc chắn nó sẽ tăng trưởng. Trong tương lai xe xăng còn không? Không, xe điện. Chuyển sang xe điện. Đúng rồi. Nói như vậy. Hồi xưa các bạn tắm bằng máy nước gì? Các bạn nấu nước sôi các bạn tắm đúng không? Vâng. Bây giờ các bạn sử dụng nước nóng bằng năng lượng mặt trời đúng không? Máy nước nóng là máy nước nóng là cũng cũ cũ rồi nha bạn Phương. Bây giờ nó máy năng lượng mặt trời. Máy nước nóng năng lượng mặt trời đó. Đó các bạn biết máy như vậy đó. Như vậy ví dụ như khi mà có máy nước nóng năng lượng mặt trời thì mấy cái công ty mà sản xuất mà cái máy nước nóng nó còn bán được không? Không. Nó sẽ giảm.
nó sẽ giảm. Các bạn không tin, các bạn làm ở mấy công ty đó đi, các bạn sẽ thấy đó, nó là như vậy đó. Nó mà giảm thì lương các bạn có tăng không? Giảm theo. Không, lương giảm theo đó là các bạn biết luôn đó. Tức là lương của các bạn nó sẽ đi theo cái gì? Doanh thu. Nó đi theo kết quả kinh doanh của công ty. Các bạn làm ở công ty, các bạn biết là tương lai của các bạn nó có bền vững hay không, cũng là phụ thuộc vô hoạt động của công ty. Chứ không phải là các bạn làm đó, các bạn kêu trung thành, không phải. Nó phải đi vô tương lai của công ty, phát triển của công ty. Thì em thấy thì ví dụ mà công ty mà đi vay ngân hàng ấy này, thì em thấy thì nó sẽ sôi, đầu tiên nó em thấy nó sẽ sôi vào cái lãi gộp, cái tỷ lệ lãi gộp đó. Sôi lãi gộp, tỷ lệ lãi gộp. Xem để... nó xem là công ty là có khác thiên nhân thu không á. Thêm hình thấy là vậy. Ấy là mấy bắt mấy ông thuế phải không? Dạ không, tới kỳ thì mà gửi báo cáo cho ngân hàng ấy thầy. À. Dạ. Thì em thấy thì nó sẽ xem vào phần lãi gộp nữa. Đúng rồi. Dạ, xem lãi gộp xem là mình có bán được hàng, mình có tăng doanh thu hay không. Đúng rồi, nó phải xem nhiều năm. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Em thấy thì nó không xem chi tiết từng cái đầu tiên, nhưng mà nó sẽ xem cái phần doanh thu, phần bán hàng của mình. Nha. Mỗi đối tượng nó sử dụng một cái tiêu thức để nó đánh giá. Ông ngân hàng ông đánh giá ở cái khía cạnh đó, ông khía cạnh là khả năng trả nợ. Còn ông thuế ông xem báo cáo tài chính ở khía cạnh gì? Ông thuế ông xem báo cáo tài chính ở khía cạnh làm sao? Doanh thu anh không trốn, chi phí của ông là làm sao? Phải là có thật. Tức là trong tư duy của ông là loại chi phí ra. Trong tư duy của ông thuế, loại chi phí ra, loại hóa đơn không hợp pháp, hợp lý, hợp lệ ra để đóng thuế, vậy thôi. Tư duy của ông thuế là thuế trị tăng, thuế nhập doanh nghiệp, thuế nhập cá nhân. Làm sao ông lấy mấy cái thuế đó nó càng nhiều. Đó là tư duy của ông thuế. Khi đọc báo cáo tài chính, các bạn có hiểu ý tôi nói không? Mỗi người nó có một cái cách đọc báo cáo tài chính để đạt được cái mục tiêu của người ta. Chứ không phải là ông nào cũng giống ông nào. Hiểu chưa? Rồi. Ủa mà thầy, cái mà việc mà cái vé máy bay vậy thầy? Vé máy bay ví dụ cho nhân viên đi á, cái đó cũng gọi là kiểu như là bùa hả thầy? Vé máy bay cho nhân viên đi bùa hả? Không, ví dụ như là em thêm đó thì trong hàng năm thì công ty sẽ phát sinh vấn đề là sếp đi công tác chẳng hạn thì có vé máy bay á, thì có hóa đơn vé máy bay, đó là phần thật. Nhưng mà em tại sao em không hiểu là bên thuế nó lại yêu cầu là cần cái cùi vé máy bay ấy thầy, hoặc được là có những cái thì boarding pass là chúng boarding pass là để mình có lên máy bay hay không, đúng rồi, mình đó có đi thật hay không, đúng rồi hoặc là hóa đơn tiếp khách chẳng hạn thì thường là có những sếp thì người ta không cần lấy cái list cái bảng mà hóa đơn mang liệu, trong đó là có đỡ ăn uống thứ gì nhưng mà người ta chỉ cần lấy hóa đơn cái trị giá tăng thôi thầy, cho nên đó chỉ là tiếp khách thôi. Nhưng mà không biết tại sao là thuế người ta phải cần cái hóa đơn mà trong đó là có những ăn uống những gì nữa. Các bạn đó là bắt buộc đó. Các bạn đó là bắt buộc, tại vì hóa đơn mà không có cái phần đó là bị loại luôn. Đúng rồi, bây giờ các bạn dòm nè, là trong bằng nó có diễn giải nè, nó ghi là hàng hóa nè và dịch vụ, các bạn công nhận luôn không? Tức là các bạn bán là bán hàng hóa và bán dịch. Đọc theo tôi, có phải là trên hóa đơn nó có một cái cột như thế này không? Đúng. Hàng hóa là sao? Dịch vụ là sao? Tiếp khách là sao? Có cái mặt hàng nào mặt hàng tiếp khách không? Có cái mặt hàng nào khi bán hàng mà gọi là mặt hàng tiếp khách không? Không có. Nên các bạn viết hóa đơn này là sai rồi. Ông nào mà viết tiếp khách là sai.
Khi các bạn làm nhà hàng mà các bạn viết tiếp khách đây là sai. Hiểu không? Tức là sai ở ngay cả cái mặt hàng các bạn kinh doanh, mà đâu có mặt hàng nào mà kinh doanh mặt hàng tiếp khách. Các bạn có hiểu không? Các bạn bán lẩu rồi cá tai tượng thì các bạn ghi ra như thế này nó mới đúng chứ. Chứ tự nhiên các bạn ghi tiếp khách là sao? Ủa có mặt hàng là tiếp khách. Hiểu không? Các bạn không tin, bây giờ các bạn làm kế toán ở cái nhà hàng đó đó, mà các bạn không có cái tờ bản kê đính kèm đó. Đố bạn làm được kế toán ở nhà hàng này mà các bạn cứ ghi là tiếp khách thì các bạn có làm được không? Đố bạn, ví dụ các bạn viết hóa đơn tiếp khách cho người ta nè, viết hóa đơn tiếp khách, viết hóa đơn đầu ra là tiếp khách, thì các bạn có làm được kế toán ở công ty này không? Không. Các bạn không tính được giá thành, các bạn không tính được giá thành, số lượng, không biết được doanh thu luôn. Nghĩa là thấy sai chưa? Thấy sai ngay cả từ đầu mà viết cái diễn giải này chưa? Viết thức ăn luôn là cũng sai luôn. Ủa em bán lẩu cá kèo rồi ốc mỡ rồi các bạn phải ghi ra chứ, ghi vậy sao làm? Ví dụ mai mốt các bạn làm ở kế toán ở văn phòng phẩm đi, mà các bạn viết hóa đơn đầu ra các bạn ghi văn phòng phẩm tháng 12, để các bạn có làm được kế toán công ty này không? Hả? Phải ghi đính kèm bản kê. Nhưng mà bây giờ khi hóa đơn điện tử rồi là không có đính kèm. Hồi xưa là ghi như thế này rồi ghi đính kèm bản kê là cũng ok. Đính kèm bản kê cũng phải là bút bi nè, rồi bút mực nè, hiểu chưa? Rồi giấy A4 nè, giấy A4 mà cũng phải loại gì phải ghi ra nha. Giấy A4 loại gì, Marcel chẳng hạn, phải ghi ra. Bây giờ ghi văn phòng phẩm vậy sao mà biết làm? Hiểu ý tôi nói không? Hiểu không? Hiểu không? Ghi sai thì mình giận sao thầy? Ví dụ cái mặt hàng ăn uống đó, thì liên hệ với người ta hủy hóa đơn này viết lại, hủy hóa đơn viết lại, thu hồi hóa đơn viết lại hóa đơn mới, hiểu chưa? Phải đọc, bởi vì phải nói là căn gì? Tại các bạn ít đọc thôi, các bạn đọc đi, lấy nghị định 123 ra đọc đi. Hôm nay chúng ta là hóa đơn điện tử rồi thì các bạn lấy nghị định 123 ra đọc và thông tư 78, các bạn đọc đi. Hiểu chưa? Mình đọc là mình có căn cứ, thì khi bên bán viết hóa đơn thì các bạn có thể nói lại được căn cứ điều mấy, khoản mấy, mục mấy. Cái này tôi nói các bạn nhiều lần rồi mà. Hai người làm kế toán, một người làm kế toán ở nhà hàng và các bạn đi ăn uống, các bạn nhận cái hóa đơn, thì hai người làm kế toán nó phải đọc nghị định 123 thì mới nói chuyện được. Còn cái người viết hóa đơn của nhà hàng không đọc nghị định 123 mà ứng dụng lại từ hồi xưa tới giờ là tiếp khách, mà các bạn phản ứng lại, các bạn kêu ủa hóa đơn tiếp khách là không đúng chị. Cái người kia nói từ hồi giờ em viết như vậy có bị sao đâu. Dạ đúng rồi. Thì cũng nói các bạn thôi. Bạn nói sao? Không nói các bạn nói sao? Ví dụ như bên bán nó nói là từ hồi giờ em viết cho 100 khách hàng là không có ai nói, sao chị nói là sao? Đọc thông tư mới. Cũng nói các bạn sao? Các bạn phản ứng như sao? Các bạn nói tôi nghe coi. Đọc lại thông tư mới. Thông tư bậy, các bạn nói đọc lại nó chán chết. Các bạn thử đọc lại, các bạn add Zalo, các bạn in cái chỗ đó ra, các bạn copy cái đoạn đó đó, nghị định mới, thông tư mới, copy cho người ta. Chứ bạn kêu người ta đọc, người ta lấy gì đọc? Hiểu không? Người ta nói tôi có đọc rồi. Người ta nói câu đó, tôi có đọc rồi. Đọc lại không biết cụ thể chỗ nào. Gặp bạn Phương kia đọc lại. Em mà nói vậy cái nó diễn giải ra hoài hoài luôn, nó không giải quyết được công việc luôn. Dạ. Vậy là cái này mới hả thầy? Tự vì lúc trước á, em có mua mấy cái túi mà cấp cứu, sơ cấp cứu á thầy. Thì nó ra một cái danh mục chi tiết từng khoản từng khoản. Xong ghi hóa đơn là túi A, túi B, túi C, chứ không có ghi chi tiết bên trong. Vậy là cái này luật mới là phải ghi chi tiết từng chi tiết luôn. Nhưng luật mới là không được đính kèm nữa. Đúng rồi. Bây giờ là hóa đơn
là nó hóa đơn điện tử là nó không có giới hạn số dòng. Hồi xưa là hóa đơn giấy là nó có giới hạn số dòng là 10 dòng hoặc là 20 dòng thôi, đúng không? Các bạn mới viết là đính kèm bảng kê. Còn bây giờ hóa đơn điện tử là 1.000 dòng cũng được, hiểu chưa? Mệt. Hiểu không? Tại vì N dạ hiểu, hiểu nhưng không? Cái mà đàn cũng hơi gì? khó khăn cho những Không. cái công ty mà ví dụ như là À. sản xuất gara Bởi vậy rồi nó có cái bài báo là kế toán xin nghỉ việc về viết hóa đơn điện tử, ngày nào cũng viết viết theo là bản viết theo liệt kê như vậy đó. Không biết hạn. không Với lại biết không biết nó tương nhiều lai lắm luôn á, xuất một cái cám nhưng mà cần xuất gấp á, thì có khi nó trên trên phần mềm gửi trước mà xuất hóa đơn á thì nó bị lỗi thầy, có khi bị lỗi tới mấy ngày luôn á, xong rồi bắt đầu trình bây ở giờ phía là thì thôi bảo là thôi 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 sếp thôi chưa nói cái đó là vấn đề dài hơi. Vừa xứ là ký. cái áp dụng cái mới á, là bao giờ nó có một cái sự gọi là làm sửa từ từ, hiểu không? Cái mới mà nhưng bây giờ làm sao mà hoàn thiện chính những cái mà ý kiến của các bạn đó, người ta mới tiếp thu, người ta mới sửa từ từ Đúng rồi, theo cái ý để người ta kiểm đúng soát rồi, được. Mục tiêu của người ta làm đúng cái như gì? quy trình Một đúng rồi, quy trình quy định căn cứ người ta đó. căn cứ Mục coi tiêu của như là người hoàn chỉnh, mục hoàn tiêu hoàn của thiện thế. mục tiêu của thuế làm ra là viết hóa đơn hàng ngày không đính kèm bảng kê hay như thế nào. Mục tiêu của người ta là viết hóa đơn điện tử là bây giờ là dưới 200 ngàn cũng vẫn phải viết viết hàng ngày luôn, ngày nào cũng viết, bán hàng là ngày nào viết ngày đó đó. Mục tiêu của người ta là để kiểm soát, để chống cái hành vi mua bán hóa đơn. Mục tiêu nói chung mục tiêu thuế đưa ra như vậy, thì bây giờ đưa ra như vậy để kiểm soát thì nó vất vả như vậy, thì người ta phản ứng là bây giờ từ từ sẽ làm sao mai mốt thuế làm sao với cân đối làm sao để mà thuận lợi cho kế toán mà vẫn kiểm soát được, gọi là rút ngắn quy trình, hiểu ý tôi nói không? Ví dụ như hồi xưa các bạn ra quy trình 5 bước phải thực hiện đúng 5 bước nhưng mà sẽ bị phản ứng, bây giờ người ta rút lại 3 bước nhưng mà vẫn kiểm soát được, được không? Hiểu ý tôi Như nói không? là coi như là cái nhiều cái này nó khảo sát thử xem nha. Nó phải từ từ như vậy, cái gì mới nó cũng vậy các bạn, từ 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 à. Làm việc em hiểu Mất thêm một tình cái là huống phần dưỡng giá rồi, mà tại mốt vì có không ra luật ngày mới xưa nữa. thì đi làm ở trong một cái quán thì khách hàng lúc mà khách hàng người ta tới người ta bảo là ủa tại sao em lại xuất như thế này, thì cái toán cũng nói là ngày trước là tại bên nhân Để tôi quyết viên định dòng nhận cái toán tốt cho cũ á, mình người ta làm như vậy thì bây giờ em cũng xuất như vậy, xong có một cuộc tranh xem mình luận đã khác cái vấn đề là xuất không xuất chi tiết, giờ mới hiểu là vậy. không kiểu gì. Tôi đã chỉ các bạn rồi, kế toán là căn cứ, khi mà giải trình với ai là căn cứ, đọc in ra dán cái chỗ đó luôn. Chẳng hạn ví dụ các bạn làm ở mấy nhà hàng mà ai thắc mắc á, ai thắc mắc á, các bạn in in cái nghị định 123 thông tin đó, ai ồn dữ ra đó, các bạn in cái nghị định 123 ra cái điểm nào mà nó viết là không kèm bảng kê đó, in ra dán cái đó để cho người ta xem. Tôi nói rồi, kế toán là căn cứ mà, khi các bạn đọc ra các bạn giải trình với người ta phải có đưa ra căn cứ chứ không nói miệng, hiểu chưa? Nói miệng Dạ. thì nói miệng Hôm nay học thì thầy được cái là không có đính kèm bảng kê mà là in ghi chi tiết luôn. không phải Đúng không? là hôm nay là học mà là do không chịu đọc nghị định 123, hiểu chưa? Dạ em thầy. em phải đọc, em phải đọc nghị định 123. Cái đó là mới 6 tỉnh áp dụng thôi không thầy? Còn mấy tỉnh khác thì người ta vẫn đi gặp thôi. Thì công ty nào mà áp dụng cái nghị định 123 đó là hóa đơn điện tử theo nghị định 123 mới á, thì phải làm theo quy định đó. Còn những cái tỉnh thành nào mà chưa áp dụng thì có thể áp dụng cái cũ, có thể vẫn kèm bảng kê, nhưng mà phải xem lại cái chỗ đó. Tôi cái nghị định 123 là không cho kèm bảng kê, còn trước đó cái thông tư 32 có kèm không thì không biết nha. Nhưng mà chắc cũng không kèm, tại vì hóa đơn điện tử là tôi đã nói, hóa đơn điện tử là nó dưới dạng điện tử mà, là nó không cái có số giới hạn số dòng trên cái bảng, trên cái hóa đơn nó không có giới hạn số dòng, nên các bạn cứ gõ thoải mái
100 dòng, 1.000 dòng cũng được. Nó lưu với dạng điện tử mà. Sợ không có thời gian rõ. Dự hóa đơn là xuất đi 4-5 tờ. Thì đó, thì bây giờ nó mới mệt. Chỗ đó mới có cái trường hợp là lên báo rồi kế toán viết hóa đơn nhiều quá rồi nghỉ việc đó. Tôi thấy cái đó nó cũng mệt cho kế toán. Bây giờ để từ từ đi, không biết thì sao. Nó phản ánh rồi bắt đầu thuế sẽ ra văn bản, công văn, hướng dẫn. Hiểu không? Nên các bạn có hiểu không? Giống như cái trường hợp mà nộp thuế nhập doanh nghiệp 75% của 3 quý thôi đó, tới bây giờ cũng chưa có văn bản hướng dẫn luôn nè. Nên ai cũng phải, chắc ai cũng phải nộp 75%. Thôi, tiếp tục đi. Đó. Rồi, bây giờ mình nói vô đây tiếp. Nguyên nhân chủ yếu làm hai sổ nè. Đó, cái khoản thu chi nội bộ là không có hóa đơn này, nên không viết vào sổ. Đó. Doanh nghiệp chưa góp đủ vốn, nhưng kế toán vẫn làm bút toán góp vốn ảo. Đó. Đó. Là kế toán ghi ở đây nè. Kế toán ghi vậy đó bạn. Nợ 111 có 411. Giấy phép á, giấy phép là 10 tỷ. Nhưng mà mới góp có 1 tỷ thôi. Còn thiếu mấy tỷ? Trả lời. 9 tỷ. 9 tỷ đang kế toán là, nên kế toán làm nghiệp vụ ảo này nè. Nghiệp vụ ảo tức là nghiệp vụ có thật không? Không có thật, tự tạo chứng từ. Hoặc là ghi nợ đây nè. Đó, vậy các bạn. Đó, những bạn làm kế toán như thế này là không có hiểu bản chất. Rồi. Còn mục đích làm để đi vay ngân hàng kêu là ví dụ như thế này nè. Nhiều bạn đây nè, nhiều bạn lồm nữa bạn. Nè, nhiều bạn làm vậy đúng không? Ủa, góp như thế này là ảo nè. Khúc này nó dẫn đến là tiền mặt là mấy tỷ? Tiền mặt còn là mấy tỷ? 9 tỷ đúng không? Mình đi vay ngân hàng 2 tỷ. Đi vay ngân hàng 2 tỷ. Đó. Đi vay ngân hàng 2 tỷ. Nhưng mà ví dụ như thế này, dồn trên đây nè, nhiều bạn kế toán như vậy nè. Tiền mặt còn 9 tỷ, đi vay ngân hàng 2 tỷ thì nó lộ liễu quá, nó lộ liễu đúng không? Đi vay ngân hàng 2 tỷ thì nó chỉ có là khi mà ngân hàng cho vay thì chỉ là 112 hoặc là nợ 331 này, là trả tiền cho nhà cung cấp thẳng luôn. Là 2 tỷ, đó. Như vậy nhìn, nếu mà nhìn trên này. Nhìn trên đây là tiền mặt còn 9 tỷ nè, mà đi vay ngân hàng 2 tỷ nè. Thì kế toán làm vậy lộ liễu quá đúng không? Là nhìn trên này là thấy thấy rõ đúng không? À, là thấy chỗ này mấy tỷ, thấy chỗ này mấy tỷ? 9 tỷ. Chỗ này nè, chỗ này mấy tỷ? 9 tỷ. 9 tỷ. 9 tỷ. Đó, mà đi vay ngân hàng mấy tỷ? 2 tỷ. 2 tỷ là nó lộ liễu không? Các bạn thấy lộ liễu đúng không? À. Đó, nên cái kế toán nó bắt đầu làm tiếp động tác vậy. Đó, làm động tác vậy nè các bạn. Cho ai mượn? Mượn 8 tỷ hay là mượn 8,8 tỷ. Ghi là cho giám đốc mượn. Giám đốc. Mục đích làm cái động tác này là để giảm tiền mặt xuống mấy tỷ? 8,8 tỷ. À. Các bạn đọc, các bạn thấy được vấn đề này không? Nếu các bạn là một người bình thường, các bạn đọc báo cáo chính, các bạn có thấy mấy vấn đề này không? Thấy không? Thấy. Vậy làm này cũng không giải quyết được gì luôn. Không giải quyết. Các bạn mà làm ảo hay như thế nào tôi nhìn tôi biết hết. Các bạn công nhận tôi không? Nói chung cái level của bạn từ từ sẽ nhìn. Nếu mà đọc số liệu là đọc có biết là ảo không, là cái đó là level lên. Nhưng mà hồi nãy tôi chỉ các bạn rồi đó, đọc chứng từ, đọc sổ sách, nó hai cái đó level rồi đó chứ đi. Đọc chứng từ cũng phát hiện ra. Nói chung là ảo hay không nữa, các bạn biết là lập chứng từ, làm hai sổ là lập chứng từ ảo. Lập chứng từ ảo tức là đi mua hóa đơn, lập nghiệp vụ ảo. Đó, vậy đó.
Còn làm một sổ tức là có thực, nhớ vậy nha, làm một sổ tức là có sao ghi vậy, đó là làm một sổ. Nhưng cũng có trường hợp làm một sổ nhưng, cũng có trường hợp làm một sổ nhưng gì, nhưng có chứng từ eo, đúng rồi, nhưng không phải nhưng bùa phép, bùa có nghĩa là vẫn ghi đầy đủ luôn nhưng mà là ghi không đúng bản chất, hiểu không, ghi không đúng bản chất nghiệp vụ và đi mua hóa đơn chứng từ để hóa giải một cái chi phí mà thuế không chấp nhận. Đó, cái trường hợp cũng là một sổ nhưng mà là bù phép hóa đơn. Rồi. Đó. Tại sao cái đây người ta đang nói là tại sao quỹ tiền mặt ảo trên sổ sách nó có mấy tình huống nhé. Doanh nghiệp đã thanh toán công nợ cho khách hàng. Nhưng đây là nhưng nhưng không phải là những đâu. Nhưng kế toán hạch toán thiếu vẫn treo tài khoản công nợ, nguyên nhân thường là hai bên không làm biên bản đối soát công nợ. Biết vậy hiểu không? Doanh nghiệp đã thanh toán công nợ cho khách hàng. Doanh nghiệp đã thanh toán công nợ cho khách hàng. Cái này nó biết cũng không hiểu biết cái gì luôn. Nhưng kế toán hạch toán thiếu vẫn treo tài khoản công nợ. Làm sao? Không hiểu. Vâng. Quên chưa hạch toán bút toán đó thì hiểu rồi vậy, nhưng mà từ câu từ nó hơi lẩn vẩn. Tức là mình là bên mua đúng không? Dạ. Nghĩa là doanh nghiệp đã thanh toán công nợ cho nhà gì? Nhà cung cấp. Nhưng kế toán hạch toán thiếu vẫn treo trên tài khoản 331. Như vậy là khúc này làm sao? Khúc này là nợ gì? Hạch toán thiếu tức là không hạch toán, đúng không? À tức là chỗ này không, cái chỗ này đúng tùm bậy, không hiểu gì luôn, tôi cũng chả hiểu. Không, nếu mà chỗ này thì chỉ là không có ghi số thôi, ghi lại được mà, đúng không? Cái này đúng rồi nói với Xuân Nguyệt đúng rồi tức là quên ghi sổ thì bây giờ ghi sổ thôi. Thì quên ghi số thôi, đây đâu có liên quan tới việc mà hai số hay một số không? Đúng rồi, phải bằng Nguyệt lên level rồi đó. Đúng rồi đó. Phân biệt được rồi đó. Đúng rồi đó. Tiếp. Doanh nghiệp chi lương. Cái này tôi cốp trên mạng về, tôi chưa cứ làm gì. Hôm nay tôi mở, tôi đọc cho bạn xem. Chứ tôi không, tôi chưa chuẩn bị gì nha. Tôi nói tôi không chuẩn bị. Thời gian nó dài một bí tỷ vậy, tôi chuẩn bị. Tôi không có chuẩn bị. Tôi giờ tôi ngồi tôi đọc phân tích cho các bạn. Cùng phân tích luôn. Doanh nghiệp chi lương cho người lao động. Nhưng lại gì đây, hai cái lại luôn. Nhưng lại không hạch toán, nguyên nhân do không đưa hết nhân sự thực tế vào hệ thống sổ sách tài chính mà chỉ theo dõi trên nội bộ, thường là do đơn vị không muốn đóng bảo hiểm cho người lao động nên làm theo cách này. Kế toán làm gì khi quỹ tồn mặt quá nhiều? Viết đôi lúc khó hiểu ghê. Cái nghiệp vụ này là các bạn hiểu không? Tức là công ty của mình có 100 lao động, nhưng chỉ đưa nhân sự để phục vụ thuế là có 10 lao động thôi. Rồi hiểu chưa? Ý là như vậy. Doanh nghiệp chi lương cho người lao động nhưng lại không hạch toán nè. Đó, tức là chi cho 100 người nhưng hạch toán có 10 người thôi, do không đưa hết nhân sự thực tế nè vào hệ thống sổ sách tài chính mà chỉ theo dõi nội bộ, tức là hạch toán nội bộ. Đó, cái ý chỗ này là như vậy, cũng là hệ thống hai sổ đó. Thường thường ví dụ các bạn làm ở những cái công ty nào, các bạn sẽ thấy dồn vô bảng lương là thấy bất hợp lý. Hôm bữa tôi chỉ dồn vô bảng lương thấy bất hợp lý hôm bữa đó rồi. Thứ nhất là dồn sao? Dồn trên đó mà toàn thấy cái gì? Ví dụ như dồn trên bảng lương mà thấy ai cũng có phụ cấp tiền điện thoại hết. Hiểu không? Ai cũng có phụ cấp xăng xe hết. Đó, ví dụ đó là một dấu hiệu đó. Dồn trên bảng lương thấy công ty là doanh thu 1.000 tỷ mà thấy lương lèo tèo giám đốc 20 triệu, ví dụ như vậy. Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Đó, nó là như vậy, nó là như vậy các bạn. Hay là dồn vô cái công ty cũng hoành tráng lắm mà thấy trên bảng lương có 10 người, đó đúng là như vậy. Thấy trên bảng lương 10 người mà toàn đóng bảo hiểm không à,
Hay là mấy công ty xây dựng á, các bạn để mấy công ty xây dựng. Thế xây dựng là lao động thời vụ nhiều lắm. Lao động theo công trình đó, tức là không đóng bảo hiểm nhiều lắm. Nên phải có là nhân viên, công nhân rồi phải trong đó. Nói chung cái bảng lương đây nè, là mấy anh chị mà làm hệ thống hai sổ là hay bù phép bảng lương nữa. Mà đã nói là bù phép, phân tích kỹ các bạn rồi, chỗ này hôm bữa phân tích quá kỹ rồi, nhưng không nói lại được. Bù phép bảng lương này là nhìn vô là dễ biết. Quy chế lương thưởng, hợp đồng lao động nó không cái map với nhau, nó không có logic với nhau. Hiểu chưa? Toàn dựa vào những cái thuật ngữ không đóng bảo hiểm, không đóng thuế thu nhập cá nhân. Toàn dựa vào mấy cái thuật ngữ né né đó đó. Áp trên bảng lương là không có đúng. Nó không có hợp lý. Phần lớn thì nguyên nhân chính là các doanh nghiệp bán hóa đơn để cân bằng ra vào của doanh nghiệp. Đây là các khoản ảo. Đó, đúng rồi đó. Đó. Hồi xưa, nếu mà hồi xưa mà các bạn mà làm mà kế toán mà còn hóa đơn giấy á, là các bạn trừ hóa đơn dễ không? Ví dụ như bây giờ các bạn đang ở tháng 1 nè, thì chắc chắn là trước đó là tháng 12 còn một mớ hóa đơn chưa viết, đúng không? Đó, trừ ra. Trừ ra. Nhưng bây giờ qua hóa đơn điện tử có trừ được không? Không. Không. Là bị đó, đó là một vấn đề kiểm soát của thuế, mục tiêu đó. Mục tiêu của người ta nó rõ ràng đó. Người ta phải làm sao hạn chế vấn đề mua bán hóa đơn, đó là cái bài toán của người ta. Rồi. Đó là bài toán của người ta nên dẫn đến cái vấn đề phức tạp. Mình than vãn tại hồi xưa làm không bị sao hết. Bây giờ áp dụng cái mới, người ta kiểm soát chặt quá, than vãn. Đó, vậy đó. Cách xử lý tồn quỹ tiền mặt ảo trong doanh nghiệp để cân bằng và làm giảm sự dư thừa quá nhiều tiền trong quỹ. Đây là dư thừa là chỗ này nè, đó dư thừa nè, đó dư thừa chỗ này nè các bạn. Là dư thừa nè. Dư thừa là góp vốn ảo nè. Dư thừa cái thứ hai là làm sao tiền đố, tôi đố các bạn suy nghĩ đi, tại sao tiền mặt của các bạn ảo còn nhiều trong sổ sách? Ai nói được, nói tôi nghe coi. Đây nè. Đây là người ta giải thích như vậy nè. Xử lý quỹ tiền mặt ảo trong doanh nghiệp để cân bằng và làm giảm sự dư thừa quá nhiều tiền trong, đây để dùng từ đây bị sai. Dư thừa quá nhiều tiền trong sổ tiền mặt, trong quỹ tiền mặt là sao? Trong sổ tiền mặt. Sổ tiền mặt chính là tài khoản nào? 111. Còn sổ quỹ tức là sổ của ông thủ quỹ. Sổ của ông thủ quỹ là đúng như sao? Sổ quỹ tiền mặt này. Sổ tiền mặt. 5 phút bạn nào nói tôi nghe. Những trường hợp nào mà làm cho cái tiền này nó dư thừa nhiều rồi, nó tăng, đây nè, góp vốn ảo nè. Là trường hợp nào nữa? Trường hợp nào mà tiền dư thừa? Có một hóa đơn mà kế toán không hạch toán. À, mua sao bạn Phương nói lại coi. Đã mua mà không có hóa đơn, kế toán không hạch toán thôi. À, mua không có hóa đơn nên kế toán, mua trả tiền mặt. Dạ. Không có hóa đơn nên kế toán không hạch toán. Ok, đúng, tiếp. Còn trường hợp nào nữa? Có một trường hợp mà hôm bữa tôi cũng có nói cho các bạn suy nghĩ. Trường hợp nó thường xảy ra ở những doanh nghiệp tư nhân nhỏ luôn. Trường hợp nãy bạn Phương Vũ nói là mua hàng không có hóa đơn, trả tiền mặt mà kế toán không hạch toán. Đó, kế toán không hạch toán thì không giảm tiền nên tiền nó vẫn còn như vậy. Rút tiền về đưa giám đốc sử dụng việc riêng. Đúng rồi, cái này là 100% những công ty doanh nghiệp tư nhân, cái trường hợp đây là đại đa số luôn. Rút tiền về đưa giám đốc làm việc riêng. Đó, trường hợp này là, trường hợp đây là đại đa số làm cho tiền mặt tăng ở chỗ này đó các bạn. Rút tiền về đưa giám đốc làm việc riêng. Việc riêng là việc mua cái gì biết không? Việc riêng là việc gì biết không? Mua gì? Đất đai, ô tô. Đúng rồi, mua đất đai, ít ai mua ô tô. Mua đất đai.
mua đất đai mới sinh ra, nhưng mà không nói. Mua đất đai mới sinh ra tiền thôi. Các bạn phải làm sao nè, tiền phải sinh ra tiền, nhớ chưa? Tức là tài sản phải sinh ra tài sản. Mua ô tô có sinh ra tài sản không? Không, xe mua xe đi thôi thầy. Mua ô tô cũng sinh ra tài sản nếu các bạn biết cách. Chạy Grab nè, cho thuê nè, hiểu không? Chứ phải mua ô tô để đi đua. Mua ô tô để đi đua thì sao mà tài sản sinh ra tài sản nữa. Các bạn làm sao mà các bạn mà học lên cái level mà tài sản sinh ra tài sản nữa là ok luôn, hiểu không? Hôm nay học được cái thứ đó không? Làm sao tài sản mới sinh ra tài sản, nên mới có trường hợp làm sao cho vay nặng. Nặng gì? Cho vay nặng gì? Nặng lãi. Cho vay nặng lãi đó mới tài sản sinh ra tài sản, nhưng mà có rủi ro không? Rủi ro cao, vi phạm pháp luật, hiểu chưa? Đó làm sao tài sản sinh ra tài sản nữa. Bây giờ tiền đang để đâu? Để ngân hàng cho an toàn đúng không? Để ngân hàng cũng lựa nữa, ngân hàng lãi suất cao nhất. Ngân hàng lãi suất cao nhất, mấy ngân hàng nó cũng tầm bậy, mấy ngân hàng không nổi tiếng, mấy ngân hàng không có thương hiệu đó, nên nó thiếu tiền, nó huy động vốn cao, nó huy động lãi suất cao. Còn ví dụ như là ông Vietcombank thì mấy ông có tiền bao la khủng khiếp nên mấy ông lãi suất thấp đó. Cái gì mà gọi là tỷ lệ sinh lời đó mà càng thấp rủi ro thấp, tỷ lệ sinh lời càng cao thì rủi ro. Tỷ lệ sinh lời tức là tỷ khả năng sinh lời đó, khả năng sinh lời trên cái vốn của mình mà càng cao là khả năng mất tiền càng cao. Còn khả năng sinh lời trên cái vốn của mình mà càng thấp thì rủi ro càng thấp. Ví dụ bây giờ các bạn để ngân hàng một năm lãi suất 6% một năm là cao hay thấp các bạn? Ngân hàng Vietcombank 6% năm có không? Có đúng không? Có, nhưng mà lúc trước bây giờ không có. Lúc trước có năm nào lạm phát nó tăng lên 10 mấy% luôn đúng không? Đúng rồi, 10 mấy%. 2007. 2007 xa quá, nhưng mới đây thôi, mới năm không, lúc trước hay lúc mà lúc đó là chứng khoán còn ấy thì ghê ta, nó cao lắm này. Rồi cứ có chơi chứng khoán luôn ghê quá mấy Phương. Dạ công ty bán cổ phiếu thì công ty có lên sàn chưa? Không hả? Dạ sàn Upcom này, Upcom. Là có giao dịch không? Hay là OTC? Có giao OTC dịch không? Có thầy. Mã không? Dạ, có mã giao dịch không? Dạ có. Có nhưng mà OTC chứ. Upcom này. Không, Upcom nó cũng giao dịch trên mã điện tử, còn công ty em đâu có giao dịch trên mã điện tử đâu đúng không? Có thầy. Mã gì? Có mã không? Gia đình Wesco. Không, mã ví dụ như ba chữ số thôi, ACB. DDW thầy, DDW. Ok. Yeah. Rồi đây các bạn, rút tiền về đưa cho giám đốc đây nè, các bạn hay ghi này. Đó. Không. 111 nè, 111 nè, có gì 112 nè, hiểu không? Khúc này là tiền đưa giám đốc khủng không các bạn, nhiều không? Nhiều. Đưa 4-5 tỷ để mua đất đai, trời ơi làm sao mà xử lý 4-5 tỷ đó cho nó hết đây. Nếu mà làm đúng, nếu mà làm đúng cái này thì sẽ ghi nợ gì? Nợ 1388. Nợ 141 tạm ứng đúng không, tạm ứng cho nhân viên đó. Nhưng mà nếu mà treo tạm ứng này treo hoài luôn, hiểu không? Nếu mà treo tạm ứng treo hoài luôn, hiểu chưa? Không, thường thường treo tạm ứng xong rồi bắt đầu cái bán hàng mà viết hóa đơn bán cho nhà cung bán mà không lấy hóa đơn, bán hóa đơn đó rồi bạn ghi tăng tiền. Thôi cái này bỏ qua đi, rồi đó đúng là nó là như vậy đó, cứ treo 141 treo hoài. Còn nếu mà đúng nữa thì sao? Là ông mua đất đai phải đứng tên ai? Công ty. Đúng rồi, phải đứng tên công ty. Thì lúc này ghi làm sao?
lúc này sẽ ghi là nợ của gì? Nếu mà mua đất đai để xây dựng nhà xưởng, đúng không, thì ghi hai gì? Nếu mua đất đai mà để đó để sắp sửa xây dựng nhà, sắp sửa xây dựng nhà xưởng nha, đúng không, thì mình vua là 213 là quyền sử dụng đất đó. Nếu mà mua về để bán, tức là công ty mình kinh doanh sắt thép, kinh doanh sắt thép, nhưng mà bây giờ tôi có tiền tôi đầu tư đất để tôi bán, gọi là bất động sản đầu tư, mình nợ 217. Nói đây là bất động sản đầu tư đó, nếu mà đúng là như vậy các bạn, thì lúc đây nó mới đúng được. Còn bây giờ ông không có chịu đứng tên công ty mà ông đứng tên sao của cá nhân ông, đó bị như vậy. Nếu mà ông đứng tên của cá nhân ông thì áp dụng trong trường hợp đây là công ty, các bạn làm ở đây là công ty mấy thành viên, nếu mà đưa tiền cho ổng, ổng mua đất đai đứng tên ổng á, thường thường các bạn làm ở công ty này là công ty mấy thành viên? Thành viên, một thành viên hoặc hai thành viên, nhưng mà hai vợ hai chồng. Còn ví dụ như tôi với các bạn có dám làm trường hợp vậy không? Không, không, tôi với phía bạn đâu quan hệ máu mủ ruột thịt gì đâu mà dám đưa tiền để làm việc riêng. Như còn liền. Đúng rồi, nhiều khi anh em còn không dám đưa. Anh em cũng không dám đưa vậy mà cho làm hợp đồng, cho mượn nhà. Trời ơi. Anh em cũng không dám đưa tiền làm hợp đồng cho mượn nhà. Nhà thuê quận 100 triệu, làm hợp đồng 8 triệu. Trời ơi, tôi không biết kế toán làm kiểu gì đi. Đó. Tiền không phải đơn giản, muốn cho là cho. Nha. Phức tạp lắm. Đó, đó là như vậy. Rồi, tiếp. Này, chỗ này sao đây? Thu nhập á, thu nhập bằng lương đóng bảo hiểm cộng các khoản phụ cấp không đóng bảo hiểm. Đây là phụ cấp không đóng bảo hiểm, nó ghi là đó, đó, đó. Đó, nó ghi phụ cấp này. Đây, đây là phụ lương thu nhập á, thu nhập của người lao động á. Nó bằng lương đóng bảo hiểm cộng các khoản phụ cấp này. Rồi cái này nữa nè, cái này nó viết, cái này là viết sai nha, viết thiếu, viết tùm lum ở trong này. Tự nhiên phụ cấp không đóng bảo hiểm gì đây, bây giờ tôi có phụ cấp đóng bảo hiểm được không, có không, nó có nằm trong thu nhập không, có không, nó trả lời. Tự nhiên thu nhập, thu nhập tức là tổng lương của người lao động, đúng không, đúng không bạn, bằng lương đóng bảo hiểm rồi các khoản không đóng bảo hiểm, ngoài ra có khoản đóng bảo hiểm thì sao? Đó, đây là bị thiếu nha, bị tùm bậy tùm bạ như này. Rồi cái gì đây? Cái này nó viết tùm bậy, viết không có đúng ý. Viết gần hồ tôi không hiểu. Ở trên đây á, cái tiêu đề á là cách xử lý tồn quỹ tiền mặt ảo. Ở trên đây cái tiêu đề số 2 nha. Tiêu đề số 2 á. À, ở chỗ này, ai à, chỗ này là đúng rồi. Để cân bằng giảm, để giảm nè, giảm sự dư thừa. Giảm sự dư thừa này kế toán cần, cần cái gì đây? À, tăng chi phí lương bằng cách tăng thu nhập nhân viên. Tuy nhiên, đối với cách làm này cần phải chú ý để vừa không phải, đây là thấy chưa? Nó làm nó biết gì tôi cũng chả hiểu, nó biết gì có nghĩa là vậy nè, mình mà bỏ qua cái này đi, đừng có đọc cái này, cái này không giải quyết được gì, mình đọc ở chỗ này mình hiểu nè. Để tăng chi phí lương tức là mục đích để làm gì, đố bạn biết mục đích đi. Mình đừng có đọc ở chỗ này, mình đừng có đọc ở chỗ này, mình đọc ở chỗ này thôi. Tức là mục tiêu của người ta là tăng chi phí lương, tức là lương của các bạn 8 triệu thôi, nhưng bây giờ nó tăng lên 10 triệu. Để làm cái gì biết không? Mục đích để làm cái gì? Tức là tăng chi phí, tăng chi phí để giảm lợi, giảm lợi nhuận. Đóng thuế ít, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp ít, mục đích là như vậy. Nhưng mà nó ghi vậy nè. Tuy nhiên, phải để ý chỗ này. Đối với cái làm này cần phải chú ý để vừa không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, vừa không phải, đào là giống ý tôi nói không, chủ ở đâu ra,
các bạn nhìn là không có ra vấn đề. Vừa không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tức là tăng cái tiền lương lên mà để không nộp thuế thu nhập cá nhân, là muốn vậy là bắt đầu mấy ổng đọc ở thông tư 111. Mấy ổng đọc cái thông tư 111, cái mấy ổng tìm những cái từ ngữ tìm những cái từ ngữ mà là không chịu thuế thu nhập cá nhân, mấy ổng ghi vào trong bảng lương. Đó là cách làm của kế toán đang làm. Có hiểu ý tôi nói không? Trong trong cái thông tư 111 là thuế nhập cá nhân này nè. Đây là thông tư 111 nè, chứ không phải là tài khoản nè. Trong thông tư 111 á, nó có những cái khoản phụ cấp mà không đóng thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế thu nhập cá nhân. Mà ông lấy mấy cái từ ngữ đó, mấy ông ghi vào trong bảng lương. Đó, mấy ông đang làm như vậy các bạn. Vừa không phải nộp bảo hiểm, trời ơi trời. Móng tay dài ở gì? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hiểu chưa? Các bạn sao mà qua được mấy ông mà các bạn đòi bù phép. Khi nè, nói lại nè, khi bù phép là sai rồi. Khi bù phép là sai, các bạn công nhận tôi không? Để tôi nói tiếp, các bạn công nhận không? Nói tiếp. Khi bù phép là sai thì chắc chắn 100% chứng từ của các bạn nó có logic không? Nó có logic không? Không, nó không bao giờ logic, tôi đảm bảo các bạn luôn. Các bạn đọc tôi nó phân tích cho các bạn. Nó không có logic. Cái chỗ này hôm bữa phân tích rồi. Giống như nãy nói đó, nhìn trên bảng lương mà thấy ai cũng có tiền điện, ai cũng có tiền tiền điện thoại, ai cũng có xăng xe hết, ai cũng có tiền thuê nhà hết. Đó, nó là như vậy. Vừa không phải nộp bảo hiểm, trời, đưa ra mục tiêu. Bây giờ các bạn mà vô công ty, các bạn thì tuyển vô nhân sự vô công ty này, ông sếp ông nói câu này các bạn làm không? Các bạn khúc này các bạn bị stress không? Hả? Ông sếp ông vô ông nói em làm cho anh được cái này không? Các bạn nói làm sao? Ông sếp vô tuyển cái nhân sự, tuyển trên mấy cái trang web đó, đồ là nói là công việc sẽ được trao đổi, ví dụ vậy. Công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn. Đó. Khi phỏng vấn ấy, ông nói câu này thì các bạn trả lời là làm được không? Trả lời làm không được thì không tuyển. Mà trả lời làm được thì rủi ro cao. Trả lời làm được vô không biết làm luôn. Trả lời làm được vô không biết làm. Vì tôi nói sai là không có làm được các bạn. Còn bạn nào làm được thì bạn nó quá cao siêu. Nha. Tôi nói tôi cho các bạn kêu các bạn làm được á. Các bạn đưa tôi xem là tôi biết có được hay không. Tôi sẽ bắt lỗi cho xem. Chứ đừng cứ nói mà được. Nó có sai sót nhìn vô biết liền. Nhất là quy chế lương thưởng các bạn. Các bạn không tin các bạn. Công ty nào mà làm hai sổ quy chế lương thưởng là làm rất là ngắn gọn. Quy chế lương thưởng đó là một bài toán rất là phức tạp chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Tăng chi phí. Nó ghi chỗ này nè các bạn. Đó. Nè ví dụ chỗ này đi nè. Dồn nè. Đây nè các bạn, nó lựa chỗ này nè. Đó, nó lựa đây là không đóng bảo hiểm trước nè. Không đóng bảo hiểm thì nó đọc ở cái thông tư này nè. Đó, thông tư này cũ rồi. Thông tư này về 59 là cũ rồi. Bây giờ nó là 595 hay sao. Giờ nữa bạn. Nè, đó, nó có mấy thuật ngữ nè. Phụ cấp ăn trưa là không đóng bảo hiểm. Phụ cấp nhà ở cũng không đóng bảo hiểm. Phụ cấp nuôi con nhỏ cũng không đóng bảo hiểm. Vậy bây giờ tôi phân tích cho các bạn xem chỗ này nữa nè. Nếu nha mà các bạn máy móc, khi các bạn làm trên bảng lương ai cũng có phụ cấp nuôi con nhỏ hết, đúng hay sai? Sai. Ủa, thấy chưa? Làm máy móc là
làm máy móc phụ cấp nuôi con nhỏ là trời ơi trời, các bạn là sinh viên mới ra trường đi làm phụ cấp nuôi con nhỏ hay là phụ cấp nhà ở, là các bạn đang ở Hồ Chí Minh phụ cấp nhà ở, trời ơi đó, phụ cấp ăn trưa thấy hợp lý không? Hợp lý, ai cũng có nhu cầu ăn uống rồi, đúng rồi, ăn trưa. Phụ cấp nhà ở là những người ở tỉnh rồi thôi á, nó nằm trong quy chế lương thưởng của người ta khuyến khích ở Hồ Chí Minh phụ cấp nhà ở. Các bạn không tin, các bạn mở công ty á, các bạn mở công ty ra, các bạn làm giám đốc á, các bạn tuyển nhân sự vô, các bạn có phụ cấp nhà ở cho người ta không? Nói thiệt đi, tôi ở Hồ Chí Minh, các bạn cũng ở Hồ Chí Minh, các bạn tuyển tôi vô, các bạn trả tôi phụ cấp nhà ở có không? Ừ. Ở đâu ra quy chế lương thưởng bạn phụ cấp nhà ở dành cho những người ở tỉnh chứ hả, khuyến khích. Trong đó nói rõ luôn, chỉ có những nhân viên nào mà khó khăn ở tỉnh lương từ 7 triệu trở xuống chẳng hạn, tôi sẽ phụ cấp nhà ở cho các bạn một tháng 1 triệu. Các bạn ở Hồ Chí Minh, ở nhà các bạn lấy gì phụ cấp nhà ở? Các bạn bùa phép nó ra thì có, chứ các bạn gì? Tiền xăng xe nè, tiền xăng xe được không? Được. Tiền xăng xe hợp lý. Tiền xăng xe có phân biệt Hồ Chí Minh gì không? Không, ai cũng phải đi. Ừ. Điện thoại được không? Được. Điện thoại cũng phải cân nhắc chứ. Các bạn làm có bao giờ gọi điện thoại đâu mà phụ cấp điện thoại. Các bạn có hiểu cái tôi nói không? Tiền xăng xe thì ai cũng phải đi. Điện thoại ai cũng phải gọi, nhưng mà các bạn gọi cá nhân mà. Còn xe thì các bạn phải chạy xe tới công ty, phục vụ cho công ty rõ ràng. Hiểu ý không? Tức là khi mà các bạn xây dựng quy chế lương thưởng thì nó, các bạn tính như vậy. Điện thoại có bao giờ các bạn gọi cho ai? Tùy theo vị trí, hiểu chưa? Tùy theo vị trí sẽ có cái phụ cấp điện thoại. Đó, xây dựng nữa mấy. Khi mà xây dựng quy chế lương thưởng á, là không có đơn giản tí nào đâu nha. Phòng nhân sự đồ, sếp đồ, ngồi họp tính ra công ty có những phụ cấp nào liệt kê ra chứ không. Tôi đố bạn nè, khi người ta xây dựng mà đúng mà chuẩn chỉ á, người ta có quan tâm tới cái vấn đề này không? Khi các bạn mà làm ở công ty mà xây dựng đúng chuẩn chỉ á, các bạn có quan tâm tới mấy cái thuật ngữ này không? Có không các bạn? Trả lời. Ủa, alo alo, các bạn nghe tôi nói không? Alo. Khi các bạn mà làm ở công ty mà các bạn xây dựng quy chế lương thưởng đúng chuẩn chỉ, tức là đúng theo yêu cầu của mình á, thì các bạn có quan tâm tới mấy thuật ngữ này không? Không, không có. Không. Không bao giờ quan tâm. Tại vì mình làm đúng bản chất mà mình quan tâm cái này làm gì? Các bạn có hiểu không? Dạ. Mình làm đúng bản chất là những cái phụ cấp của công ty gồm những cái phụ cấp này, thì sau khi mình xây dựng xong thì cũng đó mới đầu áp dụng vô nhà nước cái phụ cấp đó, đó là tên của công ty tôi, của công ty tôi nó có cái phụ cấp đó mà nó nằm trong cái khoản này thì ok vậy đó. Tức là nó mới đúng bản chất về phụ cấp chứ cái đã. Tức là khi mình xây dựng về quy chế lương thưởng của công ty, mình không có quan tâm tới cái là đóng bảo hiểm hay không đóng bảo hiểm vậy này. Mình làm cho đúng cái tên gọi cái phụ cấp ở trong công ty của mình trước cái đã. Hiểu chưa? Rồi từ đó mình mới so sánh ở trên đây nè, đó, rồi từ đó mình mới sửa lại cái thuật ngữ một tí. Ví dụ như tiền xăng xe nó đúng cái ý của mình là tiền xăng xe. Điện thoại nó đúng luôn. Ví dụ như mình phụ cấp thuê nhà chẳng hạn thì nó giống nhà ở không? Có không? Thì cũng đó các bạn có thể sửa lại thành phụ cấp nhà ở được không? Được, đó ý là như vậy đó. Cho nó giống cái thuật ngữ trong này nhưng mà nó đúng bản chất. Nó đúng bản chất với công ty của mình. Để nó vừa đúng theo luật mà nó vừa đúng bản chất của công ty. Chứ không phải là ngồi xây dựng đọc mấy cái thuật ngữ này, ghi mấy cái tùm lao mấy đau phụ cấp con nhỏ. Ai phụ cấp con nhỏ máy móc không có đúng nha. Nó phải hợp lý. Người biết chỗ này cũng không hiểu biết cái gì.
Ok. Thôi, cái người viết này tôi viết tùm lum, nó không có đạt được cái mục đích gì hết bạn. Nó viết nó lộn xộn về cái xếp nội dung á. Nó xếp nội dung nó không cái đúng cái ý của người ta nói, hiểu không? Cách xử lý quỹ tiền mặt ảo trong đây nó đưa không có đúng. Ok, hôm nay chúng ta học tới 9:20 à. Các bạn có hỏi gì không trước khi kết thúc? Thôi kết thúc nha, trễ rồi nha. Yeah. Rồi, bye bye các bạn nha. Em chào thầy, chào thầy. Học hết tuần này nghỉ Tết. Ok, còn 2 bữa nữa nghỉ Tết. Dạ. Yeah. Nghỉ sớm. Chuyện Tết sớm. Dạ chào thầy.